Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 169. Ong ong, từng đạo rực rỡ hà mang từ vô tận thần thành tứ phương oanh thiên mà lên, dường như một đạo thông thiên màn sáng, ở trên vòm trời không kết nối đứng chung một chỗ. Xa xa nhìn tới, liền tựa như một cái chén lớn, gắt gao úp ngược lên vô tận phía trên tòa thần thành. Vô tận cổ cương vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt đều là vẻ kinh hãi. Giờ phút này, một tòa vắng vẻ trong sân, Hoang Nguyên Cực ngồi trong sân trên ghế gỗ, cau mày nhìn lấy thiên khung, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có một cỗ nhàn nhạt bất an. Trận pháp, bên cạnh Tử Thiên La hơi hơi yên lặng, nói cái này vô tận cổ cương thực không đơn giản a, vậy mà có người có thể bố trí như thế trận pháp. Mặc dù có trận pháp này lại như thế nào, nhiều nhất có thể bảo vệ 100 vực mà thôi. Hoang Nguyên Cực 10 điểm khinh thường. Nói xong, bầu trời đạo quang mạc kia đột nhiên chậm rãi ảm đạm xuống. Nếu như đại đế cảnh trở lên tu sĩ nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái kia trận pháp màn sáng cũng không có biến mất, mà là biến thành một đạo vô hình lồng ánh sáng năng lượng, nó vẫn tồn tại như cũ. Tử Thiên La cũng đồng ý gật gật đầu, hắn thấy, có thể bảo vệ 100 vực trận pháp, đã 10 phần không sai. Dù sao, thái cổ thần giới 100 vực, cũng không phải bình thường cuồn cuộn a. Cho dù là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể bố trí thành công. Bọn họ làm sao biết, một cái này siêu cấp trận pháp, cũng không phải một cái thánh đế cảnh có thể bố trí. Ong ong đột nhiên, cuối chân trời lại chán phóng vô tận hà mang, giống như từng đầu thời không xiềng xích từ 4 phương 8 hướng cuốn tới, ở vô tận thần sơn đỉnh cao ngưng tập hợp một chỗ. Lại một cái trận pháp này, chỉ ít vượt qua 400 địa vực. Tử Thiên La thở sâu nhìn lấy thiên khung, hắn đột nhiên có chút không rõ hối hận, bản thân có vẻ như đắc tội một cái không nên đắc tội nhân vật. Hoang Nguyên Cực trên mặt tựa như đánh một bàn tay đồng dạng, đau rát, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vừa mới còn nói đối phương trận pháp chỉ có thể bảo vệ vô tận thần vực một lần này 100 cái địa vực, có thể vừa dứt lời, vậy mà lại xuất hiện một cái bao phủ 400 địa vực trận pháp, đây không phải đánh mặt thì là cái gì chứ? Ta cảm giác, cái này còn không phải kết thúc, Tử Thiên La híp hai mắt nhìn về chân trời. Thế nhưng là, hắn chờ đợi thật lâu, vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì hào quang. Hoang Nguyên Cực trên ngực tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, hừ lạnh nói, Tiêu Phàm tiểu tử kia lựa chọn cũng không sai, toàn lực bảo vệ cái này 400 cái địa vực, sau đó từ bỏ còn dư lại 400 cái địa vực. Tử Thiên La gật gật đầu, có thể bố trí bao phủ 400 cái địa vực trận pháp, tuyệt đối không phải phổ thông trận pháp sư có thể làm được. Về phần bao phủ 800 cái địa vực trận pháp, thánh đế cảnh trận pháp sư tuyệt đối làm không được, chỉ có thánh tôn cảnh trận pháp sư mới có thể làm đến. Thánh tôn cảnh, đây chính là liền hắn Hoang Nguyên Cực đều muốn ngưỡng vọng tồn tại a, vô tận cổ cương lại làm sao có thể có đây. Nhưng mà, hô hô lại từng đạo tiếng xé gió vang lên, Hoang Nguyên Cực bản năng ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy từng đạo lưu quang từ cuối chân trời bay lượn mà tới. Dù cho lấy Hoang Nguyên Cực bán bộ thánh tôn cảnh nhãn lực, vậy mà cũng không nhìn thấy cuối cùng. Cái kia hào quang, giống như đầy trời giải lụa màu, cuối cùng lại tại vô tận bầu trời thần thành hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo màn trời. 800 cái địa vực, thực sự là bao phủ 800 cái địa vực trận pháp. Tử Thiên La con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn lấy thiên khung, đây chính là vô tận cổ cương nội tình. Hoang Nguyên Cực sắc mặt tái xanh hết sức. Mình nói như thế nào cái gì đến gì đây? Mặt của hắn thật giống như bị phiến vô số bàn tay, đau rát, trực tiếp cứng ngắc ở đó. Hoàng Tam Tổ, ngươi không phải nói vô tận cổ cương cái kia Tiêu Phàm sẽ buông tha 400 cái địa vực sao? Tử Thiên La nghi hoặc nhìn Hoang Nguyên Cực. Hoang Nguyên Cực kém chút phun ra một ngụm lão huyết, ngươi nha, làm sao lại nói lên? Không thấy được lão tử mặt đều bị đánh sưng sao? Tử Thiên La lại căn bản không có quan tâm Hoang Nguyên Cực sắc mặt, ngược lại nói một cách vô cùng trịnh trọng, trận pháp này, chỉ cần thánh tôn cảnh trận pháp đại sư có thể làm đến a, không biết Man Hoang Cổ Cương có thể hay không bố trí. Hoang Nguyên Cực trầm mặc không nói, tựa như hoàn toàn không nghe được Tử Thiên La lời nói. Chẳng lẽ muốn ta nói cho ngươi biết, Man Hoang Cổ Cương không thể bố trí dạng này trận pháp sao? Đó là không có khả năng, coi như làm không được. Vậy cũng không thể nói ra được, nếu như mình thừa nhận,
há chẳng phải là nói rõ man hoang cổ cương không bằng vô tận cổ cương. Vô tận cổ cương không có khả năng có thánh tôn cảnh cường giả, càng không khả năng có được thánh tôn cảnh trận pháp sư, Tiêu Phàm hắn là làm được bằng cách nào? Hoang Nguyên Cực nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, hắn cảm giác trên tay truyền đến một cỗ đau nhói, ở sâu trong nội tâm như có một loại bất an mãnh liệt. Tử Thiên La, cái này mệnh kiếp thiên ấn, có thể hay không bỏ đi? Hoang Nguyên Cực thở sâu nhìn về phía Tử Thiên La nói. Không thể, Tử Thiên La lắc đầu, ta không phải vừa bắt đầu liền theo như ngươi nói sao, cái này mệnh kiếp thiên ấn một khi thành hình, nhất định phải 3 năm sau mới có thể tiêu tan mất, bằng không ai cũng không có cách nào, ngươi không phải là sợ rồi sao? Nói đến đây, Tử Thiên La không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Sợ, lão hủ đường đường bán bộ thánh tôn cảnh, sẽ sợ hắn. Hoang Nguyên Cực khinh thường nói. Nhưng mà, hắn trong lòng lại là lo lắng hết sức, đây chính là thánh tôn cảnh a, bản thân có thể không sợ sao? Mệnh kiếp thứ này, quá huyền diệu, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa mệnh kiếp thiên ấn, hoàn toàn là ngươi chết ta sống a. Vạn nhất bản thân đụng tới Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bên người vừa lúc có cái kia thánh tôn cảnh cường giả đây, vậy mình há không phải là chết chắc. Thế nhưng là, thân làm bán bộ thánh tôn cảnh hắn, lại là không thể đem nội tâm loại này sợ hãi biểu hiện ra ngoài. Không được, ta không thể chờ, nhất định phải sớm giết hắn. Hoang Nguyên Cực nội tâm đã bắt đầu khủng hoảng, càng ngày càng bất an. Hắn dư quang lại là rơi vào 10 cái kia hắc bào nhân trên người, trong đầu linh quang lóe lên, bỗng sinh ra một cái ý nghĩ. Lúc này, vô tận cổ cương khu vực biên giới, Tiêu Phàm đứng ở đỉnh một ngọn núi. Nhìn thấy vô tận cổ cương bên trong 3 đạo trận pháp kết giới, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, Bạch Ma, Quan Tiểu Thất cùng Kim Cốt Đế từ đằng xa bay vụt mà đến. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, Kim Cốt Đế khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, người chỗ nào lấy được nhiều như vậy thánh đế cảnh, cái này 3 cái trận pháp, chỉ ít đều cần 50 cái thánh đế cảnh mới có thể bố trí a, nhất là cái này siêu cấp chư thiên trấn ma trận. Càng là cần gần 100 cái thánh đế cảnh mới có thể hoàn thành. Bạch Ma bị Tiêu Phàm tay bút cho khiếp sợ đến. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm tối đa cũng liền bày trận bảo hộ vô tận thần vực mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm bày trận trực tiếp bao phủ vô tận cổ cương. Đây chính là tương đương với 800 cái địa vực phạm vi a, cho dù hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa, hắn còn phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể bố trí. Có thể Tiêu Phàm, ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền hoàn thành. Bí mật, Tiêu Phàm cười thần bí. 200 vô tận thần vệ có hơn 100 người đột phá đến thánh đế cảnh, có bọn họ hỗ trợ bố trí trận pháp, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Ma trợn trắng mắt, ngay sau đó lại trêu ghẹo nói, ta đột nhiên có chút hy vọng man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương tiến công vô tận cổ cương, tôn này giai trận pháp chư thiên trấn ma trận thế nhưng là có vào không ra. Ta cũng có chút mong đợi, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Cái này chư thiên trấn ma trấn, nhưng là hắn từ vô trần bí điển bên trong tìm được một cái hiện giai đoạn hắn có thể đủ bố trí mạnh nhất trận pháp, hơn nữa còn là phiên bản đơn giản hóa. Nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, một khi khởi động, liền có thể ngăn cản thánh tôn cảnh phía dưới bất luận người nào công kích. Đương nhiên, cái này phiên bản đơn giản hóa trận pháp, tối đa cũng liền có thể tiếp nhận thánh đế cảnh đỉnh phong công kích mà thôi. 1-2 cái thánh tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều chưa chắc có thể đem trận pháp này công phá. Nhưng là, thánh đế cảnh nếu là nghĩ xuyên thấu trận pháp, vẫn là rất dễ dàng, dù sao trận pháp này thế nhưng là bao phủ 800 cái địa vực, đã không biết bao nhiêu ức giảm. Thậm chí, đại đế cảnh trở lên tu sĩ, đều có thể tùy ý xuyên thấu. Nhưng thần vương cảnh tu sĩ lại chưa chắc có thể tùy tiện tiến vào. Chỉ là trận pháp này tiêu hao quá lớn, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không mở. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất trận pháp mà thôi, xem như vô tận cổ cương đệ nhất trọng bảo hộ, tiếp xuống thì là cái thứ hai trận pháp, cái thứ hai trận pháp bên trong phạm vi mới là Tiêu Phàm quan tâm nhất. Dù sao, vô tận thần phủ tu sĩ đều ở tại vô tận thần vực cùng cái này 400 cái địa vực bên trong. Đơn thuần lực phòng ngự mà nói, trận pháp này càng mạnh. Đồng dạng, trận pháp này dưới tình huống bình thường cũng sẽ không mở ra, chỉ có làm gặp ngoại địch tiến công lúc, mới có thể khởi động. Mà cái thứ ba trận pháp, nhưng chỉ là bảo vệ vô tận thần vực,
trận pháp này thế nhưng là tập công kích và phòng ngự là một thể, hơn nữa tùy thời đều mở ra phòng ngự công năng. Tiêu Phàm để những cái kia thần văn sư điêu khắc lệnh bài thân phận, càng là thêm nhất trọng bảo hiểm, phàm là không có thân phận lệnh bài người, đến lúc đó cũng không thể ra vào trận này. Đây cũng là thủ đoạn phi thường, đợi qua cái 10 năm 20 năm, làm vô tận thần phủ cường đại về sau, lại hủy bỏ cái quy củ này. Tiểu Bạch, Tiểu Ngũ, Kim Cốt Đế, thời gian kế tiếp, liền vất vả ba người các ngươi. Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn về phía Quan Tiểu Thất cùng Bạch Ma nói. Yên tâm đi, một chút truyền tống trận mà thôi, nhiều nhất 3 tháng liền có thể giải quyết, đến lúc đó, ta vô tận thần phủ tu sĩ, có thể nửa ngày bên trong đến vô tận cổ cương bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Bạch Ma tự tin vô cùng nói. Không sai, trừ cái này 3 cái siêu cấp trận pháp bên ngoài. Tiêu Phàm còn chuẩn bị ở vô tận cổ cương 800 cái địa vực thành lập truyền tống trận. Mặc dù vô tận cổ cương nhân khẩu số lượng 10 điểm thưa thớt, nhưng là có những cái này truyền tống trận ở, tất nhiên có thể bù đắp một lần này thiếu hụt. Chỉ cần truyền tống trận khắp vô tận cổ cương, đến lúc đó vô tận thần phủ đại quân liền có thể tùy thời giáng lâm 800 địa vực bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Công tử yên tâm, ta sẽ toàn lực phối hợp 2 vị. Kim Cốt Đế cũng bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngưng nhìn về phía chân trời một cái, ngay sau đó một mình đạp không hướng về vô tận thần sơn bay đi. Mắt thấy khoảng cách Tiếu Thiên Cơ nói tới thời hạn nửa năm càng ngày càng gần, trong lòng của hắn ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm trở lại vô tận thần sơn, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ đại bộ phận sự tình đã an bài thỏa đáng, chuyện kế tiếp, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Tiểu vận mệnh thuật thật đúng là gian nan tối nghĩa, thời gian dài như vậy, vậy mà đều không cách nào thành công tu luyện đệ nhị trọng. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài. Xung quanh người hắn, lượn lờ từng đạo huyền diệu năng lượng ba động, tiểu vận mệnh thuật hắn cắm ở nào đó một cái bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến bộ. Hắn nhớ mang máng, Diệp Thi Vũ tiểu vận mệnh thuật, thế nhưng là có thể không hạn chế thi triển, đó mới gọi chân chính khủng bố. Giờ phút này, Tiêu Phàm 10 điểm xoắn suýt, đến cùng còn có cần thiết hay không tiếp tục tu luyện tiểu vận mệnh thuật. Chí ít tu la cửu biến cùng 3.000 thế giới, là có thể không hạn chế thi triển, chỉ cần hắn nguyên lực cùng linh hồn chi lực có thể kiên trì tới ngụ. Nhưng cái này tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm lại nhiều nhất trong vòng một ngày có thể thi triển 2 lần, liền tương đối đau chứng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nếu như tiểu vận mệnh thuật có thể liên tục thi triển. Cái kia cho dù thánh tôn cảnh, hắn đều có thể vọt giai khiêu chiến. Đương nhiên, ở thánh tôn cảnh cường giả trước mặt, hắn một cái thánh đế cảnh tiền kỳ, chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Ngược lại là cái này nghịch long đăng thiên bộ đơn giản nhiều, bây giờ đệ nhị trọng tu luyện thành công, tốc độ có thể tăng lên 4 lần, không bao lâu liền có thể tu luyện tới đệ tam trọng. Nghĩ đến nghịch long đăng thiên bộ, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như có thể đem nghịch long đăng thiên bộ tu luyện tới đệ tam trọng, đây chính là trọn vẹn có thể tăng lên 8 lần tốc độ, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng chỉ đến như thế. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm không tiếp tục để ý ngoại giới tất cả. Khoảng cách Tiếu Thiên Cơ nhắc nhở thời hạn nửa năm, chỉ còn lại có hơn 2 tháng, Tiêu Phàm chuẩn bị trực tiếp đang bế quan bên trong vượt qua. Cũng không thể chính mình bế quan thời điểm, họa trời giáng a. Nhưng mà liền ở 1 tháng sau, một tin tức truyền khắp vô tận cổ cương, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương đối vô tận cổ cương động thủ. Hơn nữa vẻn vẹn mấy ngày, cái kia bắt lại mấy chục cái địa vực. Quân Nhược Hoan đám người tất cả đều kinh hãi, không khỏi đem bế quan Tiêu Phàm tỉnh lại. Tiêu Phàm biết được việc này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cũng không để bụng man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương động thủ, hắn quan tâm là Tiếu Thiên Cơ nhắc nhở. Bản thân vốn là muốn bế quan tránh thoát kiếp nạn này, thật không nghĩ đến căn bản không tránh thoát. Nên đến, chung quy là sẽ đến. Tiêu Phàm âm thầm than nhẹ một tiếng, không có ôm bất luận cái gì may mắn, chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc nhở bản thân. Lão Tam, chúng ta giết tới là được, nghe nói lần này thống soái chỉ là 2 đại cổ cương một chút nhị lưu thế lực dẫn đội. Nam Cung Tiêu Tiêu toàn thân chiến ý tăng vọt, tùy thời đều làm xong một trận chiến chuẩn bị. Nhị lưu thế lực, cung gia loại kia sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Không sai, bất quá trong đó cũng không thiếu thánh đế cảnh cường giả,
nghe nói Cung gia mấy vị túc lão đều tới, cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu nói. Phủ chủ, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, không cần thiết sợ hãi hai cái thánh đế cảnh hậu kỳ, liên thủ giết bọn hắn là được. Huyết Vô Tuyệt cũng thiêu đốt lấy hừng hực chiến hỏa. Giết bọn hắn, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Huyết Vô Tuyệt, nói ta còn tưởng rằng là bao nhiêu sự tình, bọn họ tự chui đầu vào lưới, đây là chuyện tốt ha. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Hai đại cổ cương liên thủ giết tới đây, cái này còn không phải bao lớn sự tình. Bọn họ là tự chui đầu vào lưới. Ngươi không phải là còn chưa tỉnh ngủ à, vẫn là đầu phát sốt cháy khét bôi, đối phương vô luận đỉnh tiêm chiến lực, vẫn là chỉnh thể lực lượng, đều khó có khả năng là vô tận cổ cương có thể ngăn cản à. Hiện tại nếu là còn không ngăn cản, đánh lui hai đại cổ cương thế lực, đến lúc đó chờ Hoang gia cùng Cơ gia động thủ lần nữa, cái kia vô tận cổ cương mới có thể thực phiền phức. Chẳng lẽ vô tận cổ cương bị hủy diệt, cũng là chuyện tốt sao? An tâm chớ vội, nhìn thấy đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thiếu chút nữa thì muốn táo động, Tiêu Phàm hướng về phía đám người khoát tay một cái nói, sư huynh, cái kia hai đại cổ cương người, đến bao nhiêu? Hàng ước, Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói, vô tận cổ cương ngoại vi 300 cái địa vực một mực không người trông coi, cơ bản không có bất luận cái gì chống đối lực lượng, bây giờ đã có 60 cái ba bị bọn hắn người chiếm cứ. Tiêu Phàm nghe vậy, lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngay sau đó vừa cười nói, đây đúng là chuyện tốt ha. Đây là chuyện tốt, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đám người kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy, vô tận cổ cương đã có 60 cái địa hạt rơi xuống người khác trong tay sao? Đoán chừng không bao lâu, bên ngoài cái kia không người quản lý cùng chấn thủ hơn 200 địa vực liền sẽ triệt để luân lạc tới man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương trong tay. Thậm chí, nếu như hai đại cổ cương được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, ngoài ra còn có 100 có người chấn thủ cổ cương đều có thể bị đối phương cướp đoạt qua đi. Đều gấp cái gì, các ngươi không phải nói vô tận cổ cương thiếu người sao? Tiêu Phàm lại là thần sắc không hề bận tâm nói, chậm rãi uống một ngụm trà. Đám người đã sớm giống như kiến bò trên chảo nóng, nơi nào còn có Tiêu Phàm như vậy bình tĩnh. Lại nói, hai đại cổ cương đều giết tới, lúc này nói thiếu người sự tình có tác dụng gì? Lão Tam, ngươi không phải là muốn thực từ hai đại cổ cương cướp người à? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cướp người, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm chỉ là nói một chút. Có thể nhìn đến Tiêu Phàm trên mặt cười tà, đám người giờ mới hiểu được, hắn là đùa thật. Cái gì cướp người, Tiêu Phàm ra vẻ tức giận, nói ta sửa chữa một lần, đây là tiếp nhận bọn họ, chính bọn hắn đưa tới, chẳng lẽ ta còn đuổi bọn hắn đi sao? Ý tứ gì, Nam Cung Tiêu Tiêu khó hiểu nói. Đừng nói hắn không hiểu, những người khác cũng không có một cái nào hiểu. Đoạn thời gian trước, ta không phải bố trí mấy cái trận pháp sao? Tiêu Phàm nói ra, sau đó đem cái kia ba cái trận pháp sự tình giải thích một lần. Bọn họ mặc dù đã đoán được cái này ba cái trận pháp là cùng Tiêu Phàm có quan hệ, có thể nghe được cái này ba cái trận pháp là Tiêu Phàm bố trí ra thời điểm, vẫn là không rõ kinh hãi. Công tử ý là, chờ hai đại cổ cương người tất cả đều tiến vào vô tận cổ cương, liền mở ra cái kia chư thiên trấn ma trận, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Quân Nhược Hoan lộ ra như nghĩ tới cái gì? Tựa như đã đoán được Tiêu Phàm đại khái ý nghĩ. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng liền tính chư thiên trấn ma trận có vào không ra, chúng ta cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ a. Dù sao bọn hắn người cũng không ít, hơn nữa cường giả rất nhiều. Chẳng lẽ không thể đánh tán bọn họ sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, hơn một tháng này, thí thần cùng U Ma bọn họ hẳn là cũng không có toi công bận rộn. Thí thần cùng U Ma, đám người nghe vậy. Lúc này mới hoảng hốt tới, hơn một tháng này thời gian, bọn họ không chỉ có chưa thấy qua Bạch Ma cùng Quan Tiểu Thất bọn họ, cũng chưa từng gặp qua Thí Thần cùng U Ma. Chẳng lẽ Thí Thần cùng U Ma, đã sớm biết hai đại cổ cương muốn tiến công, cho nên đi sớm bố trí. Lão đại, vừa dứt lời, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo non nớt thanh âm, ngay sau đó hai đạo bóng người đi đến, chính là Tiêu Phàm đề cập Thí Thần cùng U Ma. Nói đến liền đến. Tiêu Phàm khẽ cười nói, như thế nào? Lão đại, hai đại cổ cương rõ ràng đến có chuẩn bị a, bọn họ không chỉ có mang rất nhiều đại đế cảnh chiến lực,
hơn nữa còn mang đến một chút thần vương cảnh, thậm chí cổ thần cảnh tu sĩ, đoán chừng là chuẩn bị lâu dài trú đóng ở Vô Tận Cổ Cương. Thí thần biểu tình vẻ kích động. Dừng một chút, hắn rót cho mình một ly nước, tiếp tục nói, bây giờ, đã có 20 cái địa vực, bị bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh, hơn nữa đại hưng công sự, đây là đem Vô Tận Cổ Cương xem như địa bàn của bọn hắn. Như thế tốt lắm, Tiêu Phàm gật gật đầu. Đám người nghe được vẻ mặt mơ hồ, địa vực đều bị hai đại cổ cương người cho xâm chiếm, cái này còn tốt. Chẳng lẽ Vô Tận Cổ Cương bị hủy diệt, cũng là chuyện tốt sao? Lão đại yên tâm, cái này 20 cái địa vực, vừa lúc có 12 cái là ta cùng U Ma dẫn người bố trí cỡ nhỏ chư thiên trấn ma trận, tùy thời có thể mở ra. Thí thần khẽ mỉm cười nói. Không vội, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Ngay sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ nói, các ngươi không phải không chuyện làm sao, những ngày qua các ngươi liền cùng thí thần cùng U Ma đi bố trí trận pháp A. Rất nhiều người không biết Tiêu Phàm ý tứ, nhưng Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người lại là nghe rõ. Nguyên lai Tiêu Phàm đã sớm ở Vô Tận Cổ Cương bên ngoài địa vực, lấy một cái địa vực làm đơn vị bố trí cỡ nhỏ chư thiên trấn ma trận, kể từ đó, chỉ cần mở ra trận pháp. Những người này liền cũng không đi ra được nữa a. Hơn nữa, Vô Tận Cổ Cương phía ngoài nhất còn có một cái siêu cấp chư thiên trấn ma trận, tùy thời có thể khởi động, những người này cho dù trốn ra những cái kia địa vực, cũng không khả năng chạy ra Vô Tận Cổ Cương. Đám người vẻ mặt bội phục nhìn xem Tiêu Phàm đây là dệt một cái lồng giam, chờ lấy hai đại cổ cương người tới nhảy vào a. Chính như Tiêu Phàm nói tới, đây không phải cướp người, mà là đối phương ở tặng người. Bọn họ chỉ cần tiếp nhận là được rồi. Nhưng có thể sơ kỳ Vô Tận Thần Phủ cần Tiêu Phàm khổng lồ thần lực và nguyên tinh, nhưng lại có thể từ trên căn bản giải quyết nhân khẩu vấn đề. Những người này một khi bị vây ở một cái địa vực bên trong, lấy bây giờ Vô Tận Thần Phủ thực lực, tiêu diệt từng bộ phận là cực kỳ chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, bọn họ có thừa biện pháp để những người này lưu tại Vô Tận Cổ Cương địa vực, cho dù là bọn họ tâm không cam lòng, tình không nguyện. Cao, Nam Cung Tiêu Tiêu cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm tán thán nói, lão tam, người quá âm hiểm. Cái này gọi là cơ trí. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói, man lực là không giải quyết được vấn đề, lợi dụng bản thân sở học, mới là vương đạo. Không sai, là cơ trí. Nam Cung Tiêu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người cũng là vẻ mặt kính nể nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ 10 điểm may mắn mình không phải là Tiêu Phàm địch nhân, bằng không mà nói, xui xẻo chính là bọn họ. Công tử, để tránh đêm dài lắm mộng, ta xem vẫn là khởi động những cái kia địa vực chư thiên trấn ma trận cho thỏa đáng. Quân Nhược Hoan đột nhiên vô cùng trịnh trọng nói, hơn nữa kể từ đó, những người khác nhất định sẽ bối rối, đến lúc đó nhất định sẽ tập trung ở cùng một chỗ, chúng ta lại đem bọn họ vây khốn là được. Cũng tốt, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, đúng rồi, về sau các ngươi tiến về cái khác địa vực, đều không cần lên đường, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Truyền tống, đám người ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, hoàn toàn không biết vì sao, truyền tống nói thế nào cũng phải truyền tống trận A. Chẳng lẽ, đột nhiên, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, giống như nhìn quái vật, tràn đầy không thể tin. Bên ngoài cái kia 200.300 địa vực. Tiểu Bạch bọn họ hẳn là bố trí không sai biệt lắm. Tiêu Phàm cười dẫn đầu đi ra cung điện, hướng về Vô Tận Thần Sơn phía sau núi đi đến nơi đó, sớm một tháng trước liền thành lập một mảnh dãy cung điện, nhiều đến gần 100 cái, mỗi một tòa đại điện đều có cường giả trấn giữ, trong bóng tối càng là có thánh đế cảnh thủ hộ. Tiêu Phàm dẫn một đám người đến, tự nhiên là thông suốt. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, hỏi. Cổ Lan địa vực, số 630. Lúc này, truyền âm ngọc phù bên trong liền truyền đến Bạch Ma thanh âm. Số 630, nơi đó, Tiêu Phàm chỉ cách đó không xa một tòa cung điện đi đến, lại là nhìn thấy bên trên viết mấy cái con số, trong đó có số 630. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi vào cung điện, đám người hiếu kỳ sau khi, lại tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ rất muốn biết rõ. Tiêu Phàm đến cùng sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào kinh hỉ. Đại điện bên trong, cùng ngoại giới thấy khác biệt, bên trong là một chỗ cỡ nhỏ không gian, nhìn qua là một cái cỡ nhỏ quảng trường, có thể dung nạp mấy chục vạn người.
mà ở trong sân rộng Van Xin, lại là có một cái phương viên trăm trượng bạch ngọc đài, đây là một cái truyền tống ngọc đài. Tiêu Phàm ở Long Phượng tộc cổ lộ hủy diệt phệ long trùng cấu trúc truyền tống đài, liền đem những cái này bạch ngọc thu thập lại. Đây cũng không phải là phổ thông bạch ngọc, mà là ẩn chứa thuộc tính không gian thạch đầu, tên là thiên giới vân thạch, nhìn qua liền cùng bạch sắc đám mây một dạng. Hơn nữa loại này thiên giới vân thạch không gian đặc tính thập phần cường đại, có thể vượt qua đại thế giới xây dựng truyền tống trận, liền tựa như phệ long trùng, kiến tạo truyền tống trận chính là câu thông vạn tộc thí luyện cổ lộ cùng thái cổ thần giới ma trùng tộc. Ngắn phạm vi bên trong truyền tống trận, chỉ cần trộn lẫn lấy một chút thiên giới vân thạch là được rồi. Lúc trước lấy được thiên giới vân thạch, đủ để cho Tiêu Phàm ở vô tận cổ cương bố trí số lớn truyền tống trận, đoán chừng còn có còn thừa. Phủ chủ, xin hỏi ngài muốn tiến về cái nào địa vực? Truyền tống trận người hầu đi tới. Tiêu Phàm hơi hơi hài lòng, có Quân Nhược Hoan bọn họ phối hợp, đám người thiết lập sự tình đến quả nhiên mau lẹ, hơn một tháng, liền đã hơi có kích thước. Cổ Lan địa vực, số 630, Tiêu Phàm nói ra, từng cái truyền tống trận có thể truyền tống mười mấy địa vực, dù vậy, dựa theo lúc ban đầu 800 cái địa vực tính toán, vô tận cổ cương cũng cần kiến tạo 80 tòa dạng này truyền tống điện. Bởi vì vô tận thần vực chiếm cứ lấy phổ thông gần 100 cái địa vực phạm vi, hơn nữa còn là vô tận cổ cương trung tâm nhất, chỉ có thể kiến tạo càng nhiều truyền tống trận. Cuối cùng nơi này truyền tống điện, xa xa không chỉ 80 tòa. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Huyết Vô Tuyệt bọn họ thế mới biết Tiêu Phàm cho bọn hắn mang tới kinh hỉ biết bao to lớn, vô tận cổ cương mặc dù chiếm cứ 800 địa vực, nhưng bọn hắn đuổi tới chỉ là chốc lát thời gian mà thôi. Mặc dù mặt khác năm đại cổ cương khẳng định cũng có truyền tống trận, nhưng khẳng định không có vô tận cổ cương truyền tống trận lớn như vậy. Truyền tống trận càng lớn, đồng thời truyền tống nhân số thì càng nhiều, một khi tất cả truyền tống trận hoàn thành bố trí, bàn về đối các đại địa vực khống chế lực, năm đại cổ cương tuyệt đối không bằng vô tận cổ cương. Là, phủ chủ, người hầu kia gật gật đầu, liền mang theo mấy người thúc giục truyền tống trận. Một đạo quang hoa từ trên truyền tống trận hiện lên, Tiêu Phàm đám người chỉ cảm thấy một cỗ hơi yếu không gian ba động, vẻn vẹn mấy tức về sau, đám người liền xuất hiện ở một chỗ không gian trống trải bên trong. Tiểu tử, các ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Phàm một chuyến vừa mới xuất hiện, bạch ma đám người liền đi tới. Nơi này là trong lòng đất, Tiêu Phàm hơi hơi cổ quái nhìn xem mấy người nói. Bạch ma trợn trắng mắt, nói chẳng lẽ đem truyền tống trận này xây ở trên mặt đất sao? Cái này cổ lan địa vực bây giờ thế nhưng là bị man hoang cổ cương người chiếm lĩnh. Mọi người nhất thời hiểu được, nếu là man hoang cổ cương biết rõ bọn họ ở trong này kiến tạo truyền tống trận, đoán chừng đã sớm giết tới đây, mấy người chạy trốn còn đến không kịp, nơi nào có thời gian bố trí trận pháp. Công tử, cái kia 12 cái địa vực chư thiên chấn ma trận đã khởi động, đoán chừng không bao lâu, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương liền sẽ biết rõ. Quân Nhược Hoan đột nhiên hít sâu một cái nói. Ta đã biết, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Biết rõ thì đã có sao, đừng nói bọn họ mang binh chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể phá mất cái kia chư thiên chấn ma trận. Cái này 12 đại địa hạt người, tạm thời xem như giữ lại. Tiểu tử, hơn một tháng này, mọi người đều hao tâm tổn trí nhọc nhằn, hoàn thành 80 cái địa vực trận pháp và truyền tống trận bố trí. Quay đầu ngươi cần phải hảo hảo tưởng thưởng một chút. Bạch ma lập tức bắt đầu tranh công. Yên tâm đi, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tiêu Phàm ngược lại là sang sảng cười một tiếng, xong việc về sau, mỗi người 3.000 cực phẩm long tinh. U ma đám người nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Bọn họ cũng không dám xem thường 3.000 cực phẩm long tinh, đổi thành thông thường nguyên tinh, thế nhưng là 60 vạn cực phẩm nguyên tinh a. Lấy bọn hắn tu vi. Sử dụng trung phẩm nguyên tinh liền đầy đủ tu luyện, mà cái này 3.000 cực phẩm long tinh, thế nhưng là tương đương với 60 ức trung phẩm nguyên tinh. 60 ức trung phẩm nguyên tinh A, đối với thông thường thánh đế cảnh mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên nói, Tiêu Phàm cũng không hẹp hòi, ngược lại lớn phương. Đúng rồi, các ngươi nếu đã tới, vậy liền thuận tiện đem cái này cổ lan địa vực man hoang cổ cương tu sĩ giải quyết A. Bạch ma đột nhiên lại mở miệng nói. Đám người nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nơi này người lấy Tiêu Phàm cầm đầu,
cơ hồ từng cái cũng là thánh đế cảnh tu vi. Nếu như bọn họ 10 cái thánh đế cảnh tu sĩ, đều bắt không được khu vực này, vậy liền quá mất mặt. Có thể làm cho chúng ta 10 cái thánh đế cảnh đồng thời động thủ, một vực này man hoang cổ cương tu sĩ cũng coi là 10 điểm may mắn. Nam Cung Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói. Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao nở nụ cười. Bất quá Bạch Ma lại bổ sung một câu, các ngươi có thể không nên coi thường một vực này tu sĩ, ta nghe nói là cung gia người, có một cái túc lão cấp bậc nhân vật trấn thủ. Một vực này chư thiên trấn ma trận bố trí xong, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Bố trí xong, Bạch Ma gật gật đầu. Vậy liền khởi động a, vừa vặn tiểu thí ngưu đao. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng xuống đất thông đạo trong tai. Uy, tiểu tử, ngươi nghe hiểu chưa, nơi đó thế nhưng là có một cái cung gia túc lão trấn thủ, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Bạch Ma hét lớn. Nhưng mà, Tiêu Phàm đã nghe không được thanh âm của hắn, phiền muộn phía dưới, Bạch Ma đành phải mở ra cổ lan địa vực chư thiên trấn ma trận, sau đó đi theo. Ngoại giới cổ lan địa vực, vô số tu sĩ đang ở cổ vực khắp nơi vơ vét lấy, đột nhiên từng đạo hà mang từ phía chân trời tứ phương bay vụt mà lên, sau đó hóa thành một màn ánh sáng, đem toàn bộ cổ lan địa vực gắt gao giam ở phía dưới. Chuyện gì xảy ra, tựa như là trận pháp, bao phủ một vực trận pháp. Không tốt, là vô tận cổ cương ám toán chúng ta. Man hoang cổ cương tu sĩ đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy thiên khung, sau đó tất cả đều phẫn nộ cùng sợ hãi lên. Bọn họ nơi nào còn có vơ vét tâm tư, trận pháp này cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an, bọn họ nhất định phải nhanh chạy về đại bản doanh. Một chỗ mênh mông phía trên vùng bình nguyên, tọa lạc một mảnh dãy cung điện, đã rất có thành trì quy mô. Giờ phút này, một cái hắc bào lão giả đứng ở một tòa cung điện đỉnh cao, ngắm nhìn về phía chân trời, đục ngầu trong con ngươi hiện lên hai đạo tinh quang, ở sau lưng hắn, đứng đấy hai cái người khoác kim sắc chiến giáp trung niên nam tử. Nhị tổ, vô tận thần phủ là chuẩn bị hoàn thủ sao? Trong đó một cái khôi ngô kim giáp nam tử híp híp hai mắt, khinh thường nói, bọn họ thật đúng là không biết lượng sức a, vậy mà muốn dùng một cái trận pháp liền vây khốn chúng ta sao? Bọn họ chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, chờ ta cung gia ở trong này chiếm lấy bách vực về sau, liền có thể thoát ly man hoang cổ cương, đến lúc đó trấn thủ một phương, trở thành bách vực bá chủ, có thể so sánh cái kia cổ cương nhị lưu thực lực mạnh nhiều. Một cái khác gầy nhỏ kim giáp nam tử cười khẩy nói. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Khôi ngô kim giáp nam tử gật gật đầu, trong mắt đầy ắp tự tin. Không thích hợp, lúc này... Hắc bào lão giả lông mày nhíu lại, sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên. Không thích hợp, hai cái kim giáp nam tử nghe vậy, trên mặt tươi cười đắc ý chậm rãi biến mất, bọn họ nhị tổ tất nhiên nói như vậy, khẳng định có chuyện không tốt phát sinh. Thế nhưng là, bọn họ đỉnh lấy bầu trời trận pháp nhìn hồi lâu, cũng không có cảm nhận được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhị tổ, là ngươi suy nghĩ nhiều a? Khôi ngô kim giáp nam tử ngưng tiếng nói. Bọn họ hướng về thiên khung nhìn lâu như vậy, cũng không phát hiện cái gì chỗ không đúng. Huống hồ, bọn họ nhị tổ thế nhưng là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, hai người bọn họ cũng là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, có ba người bọn họ ở chỗ này, còn có ai có thể làm gì bọn họ? Vô tận cổ cương chủ nhân Tiêu Phàm, có vẻ như chỉ là đại đế cảnh a. Cho dù tiến nhập phi tiên thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể đột phá thánh đế cảnh, huống chi những người khác đâu. Đừng nói ba người bọn họ, chính là tùy tiện một người, đều có thể quét ngang vô tận cổ cương đại bộ phận địa vực. Không tin, các ngươi đi công kích cái kia trận pháp thử xem. Hắc bào lão giả cung nhị tổ trầm giọng nói. Mặc dù hắn cảm nhận được cái kia trận pháp bất phàm, nhưng là không cho rằng chỉ bằng trận pháp này liền có thể làm gì được bọn họ. Nhị tổ yên tâm, nhìn ta một tay phá đi. Khôi ngô kim giáp nam tử bỗng nhiên đạp không mà lên. Hóa thành một vệt sáng xông lên cửu tiêu, vận chuyển toàn thân nguyên lực, một quyền hung hăng hướng về màn sáng kia đánh tới. Hắn đường đường thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, chẳng lẽ còn không phá nổi một cái bình thường trận pháp. Mắt nhìn bản thân nấm đấm sắp tới gần trận pháp, khôi ngô kim giáp nam tử sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền không cười được. Oanh, khôi ngô kim giáp âm thầm tất cả đều trọng trọng nện ở trận pháp màn sáng. Màn sáng hơi hơi run rẩy mấy lần, từng đạo gợn sóng theo màn sáng lan tràn ra.
xa xa nhìn tới, liền tựa như một cái to lớn màu sắc rực rỡ bọt khí lay động một cái mà thôi, trừ cái đó ra, cái gì gợn sóng đều không có. Làm sao sẽ? Khôi Ngô kim giáp nam tử kinh hãi nhìn trước mắt màn ánh sáng, trong mắt đều là vẻ không tin. Hắn liên tiếp lại oanh mấy quyền, thậm chí ngay cả thánh giai pháp bảo đều lấy ra, vẫn như trước không làm gì được màn sáng kia mảy may. Lúc này, cái kia gầy nhỏ kim giáp nam tử cũng tới đến Khôi Ngô kim giáp nam tử bên người, khó chịu nói, làm sao, bàn tử, người hôm nay chưa ăn cơm sao? Trận pháp này rất tà dị. Khôi Ngô kim giáp nam tử sắc mặt khó coi đến. Tà dị, có thể có nhiều tà. Gầy nhỏ kim giáp nam tử đưa tay chính là một kiếm, túc sát kiếm khí hung mãnh chạm tại màn sáng phía trên, có thể màn sáng chỉ là xuất hiện một đạo hình kiếm lỗ hổng, vẻn vẹn nháy mắt liền khôi phục bình thường. Gầy nhỏ kim giáp nam tử trợn mắt hốc mồm đứng ở cái kia, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hắn thử nghiệm công kích nhiều lần, có thể không có một lần có thể phá mở trận pháp này. Không thể rời, sắc mặt hai người khẽ biến, nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Làm sao, không thử. Đột nhiên, lúc này một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy phía dưới mười mấy bóng người chậm rãi đạp không mà đến. Cầm đầu là một cái hắc bào thanh niên bộ dáng người, chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hai người. Tiêu Phàm, hai người được chứng kiến Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần khuôn mặt, tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cung nhị tổ bên người. Cung nhị tổ lông mày hơi nhíu, cái kia đục ngầu con ngươi chậm rãi trở nên thanh minh, từ Tiêu Phàm một chuyến bên trên từng cái đảo qua. Mấy tức về sau, trong lòng hắn tảng đá lớn rốt cục để xuống, những người này, cũng chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Hắn nhưng là thánh đế cảnh hậu kỳ A, phóng nhãn vô tận cổ cương, cũng coi là nắm chắc cao thủ. Tiêu Phàm, không nghĩ tới người chủ động đi ra chịu chết. Cung nhị tổ thản nhiên nói, trong giọng nói đều là hờ hững. Cung gia lão tổ, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, nói ta vẫn thật không nghĩ tới, người thứ nhất giết lên ta vô tận cổ cương, là ngươi cung gia người. Đó là ngươi trước kia dùng cung tử long uy hiếp cung vân thiên. Cho nên ta cung ra một mực không tìm ngươi phiền phức mà thôi, bây giờ cung tử long trở về, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình yên vô sự. Cung nhị tổ còn không có mở miệng, cái kia Khôi Ngô kim giáp nam tử cười giận dữ nói. Lúc này, bốn phía cung gia tu sĩ tất cả đều chạy tới, tất cả đều đứng ở cung nhị tổ ba người sau lưng, ánh mắt u lãnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ. Chỉ cần cung nhị tổ ra lệnh một tiếng, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự giết đi qua. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay chỉ cái kia Khôi Ngô kim giáp nam tử. Những người khác còn không biết vì sao thời khắc, một bên U Ma lại là đột nhiên cung kính thi lễ, ngay sau đó đạp không mà lên, tức giận một đòn thẳng hướng đối diện Khôi Ngô kim giáp nam tử. Cung gia người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm người vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Chủ yếu nhất là, U Ma trên người tán phát ra khí tức cường đại. Để bọn hắn có chút sợ hãi. Thánh đế cảnh, cung gia người kinh hô không thôi, bọn họ biết rõ vô tận thần phủ có thánh đế cảnh cường giả, nhưng trước mắt này người, cũng không phải là bọn họ quen thuộc một trong mấy người kia a. Muốn chết, Khôi Ngô kim giáp nam tử không nghĩ tới bản thân nói câu nào, đối phương một cái thuộc hạ liền dám tìm bản thân phiền phức, lập tức giận tím mặt. Cung nhị tổ cũng là không có ý xuất thủ, đối phương một cái hạ nhân mà thôi. Giao cho Khôi Ngô kim giáp nam tử là có thể giải quyết. Oanh, U Ma cùng Khôi Ngô kim giáp nam tử bỗng nhiên đụng vào nhau, năng lượng đáng sợ chấn động quét sạch thiên địa, cung gia những cái kia tướng sĩ bị xông ngã trái ngã phải, rất nhiều người càng là thổ huyết không ngừng. Nhưng mà, cái này cũng không tính là gì, để bọn hắn kinh ngạc là, Khôi Ngô kim giáp nam tử ở U Ma một đòn phía dưới, vậy mà chấn động bay ra ngoài. Một đòn bại lui. Cung gia tu sĩ trong lòng bỗng nhiên rung động, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem U Ma. Làm cái kia Khôi Ngô kim giáp nam tử ổn định thân hình về sau, mọi người thấy, khóe miệng của hắn tràn ra từng tia máu tươi, chính hoảng sợ nhìn xem U Ma. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm một cái thuộc hạ liền khủng bố như thế. Cho dù là cung nhị tổ, cũng là mí mắt hơi hơi nhảy lên, hắn làm sao nhìn không ra. U Ma lực lượng đã không kém gì thánh đế cảnh trung kỳ.
Đồng thời, U Ma tốc độ cũng không chậm, hắn tuyệt đối có cùng Thánh Đế cảnh trung kỳ một trận chiến tư cách. Ở Thánh Đế cảnh bên trong còn có thể vọt giai chiến đấu, đây chính là tuyệt thế thiên tài a. Mà hắn, chỉ là Tiêu Phàm một cái thuộc hạ mà thôi, một cái thuộc hạ liền bá đạo như vậy, cái kia Tiêu Phàm bản nhân đây. Trong lúc nhất thời, Cung Nhị Tổ trong lòng có chút bồn chồn lên. Con người của ta, không thích người khác cắt ngang ta. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh nhìn xem khôi ngô kim giáp nam tử, đạm mạc nói, lại như vậy không biết lớn nhỏ, liền giết. Lại như vậy không biết lớn nhỏ, liền giết. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, có thể nghe được Cung Gia Tu trong tai, nhưng lại như là cùng kinh lôi. Tựa như Tiêu Phàm lời nói chính là khuôn vàng thước ngọc, bọn họ biết rõ, nếu như còn dám cắt ngang Tiêu Phàm mà nói, Tiêu Phàm thực sự sẽ giết bọn hắn. Buồn bực nhất phải kể tới khôi ngô kim giáp nam tử, hắn sống trên vạn năm, lại bị một cái trăm tuổi không tới tiểu tử nói không biết lớn nhỏ, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ biệt khuất. Nhất là Tiêu Phàm cái kia cao cao tại thượng khí thế, càng là để hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại không thể không áp chế lửa giận trong lòng, vừa rồi U Ma một đòn, đã vỡ vụn lòng tin của hắn. Tiêu Phàm, ngươi là đến diễu võ dương oai sao? Lúc này, Cung Nhị Tổ hợp thời mở miệng. Tiêu Phàm vừa đến đã trấn trụ cung ra tất cả mọi người, thậm chí ngay cả hai cái kia Thánh Đế cảnh cũng bị ép tới không thở nổi, rất mất thể diện. Nếu như Cung Nhị Tổ còn không mở miệng, đem chàng tử tìm trở về, một lần nữa dựng nên uy nghiêm, những người này nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm bọn họ là địch. Diễu võ dương oai, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Cung Nhị Tổ, lắc đầu nói, ngươi còn không tư cách nhường ta diễu võ dương oai. Giọng nói kia, cực kỳ bình tĩnh, liền tựa như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, là như vậy tự nhiên, chuẩn xác. Nhưng lời này đứng ở Cung Nhị Tổ trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Ngươi đừng như vậy vội vã phản bác, Tiêu Phàm không cho Cung Nhị Tổ cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, ta đến đây, chỉ là không muốn ngươi cung gia diệt tộc, cứu các ngươi nước chảy hỏa mà thôi. Đám người nghe nói như thế, cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ cung gia diệt tộc, cung gia dù sao cũng là man hoang cổ cương nhị lưu gia tộc, càng là có Thánh Đế cảnh cường giả tối đỉnh trấn thủ, như thế nào dễ dàng như vậy bị diệt tộc. Đừng nói đối diện cung gia tu sĩ không tin, chính là Bạch Ma bọn họ cũng không tin a. Đám người không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, loại này lấy thế đè người, Tiêu Phàm vận dụng thật đúng là lô hỏa thuần thanh, thiếu chút nữa thì đem cái chết nói thành sống được. Mà đối diện cung gia tu sĩ lại là tức giận không thôi, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên. Nói khoác mà không biết ngượng, Cung Nhị Tổ lại cũng chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, tức giận nói, nho nhỏ Thánh Đế cảnh tiền kỳ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Người khuyên người tốt nhất đừng xem thường ta cái này nho nhỏ Thánh Đế cảnh tiền kỳ. Tiêu Phàm mỉm cười. Nếu như không phải Cung Tử Long đã thần phục hắn, Tiêu Phàm căn bản không cần thiết cùng Cung Nhị Tổ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp dẫn người vây giết lên rồi. Chính như hắn nói tới, hắn hiện tại chỉ là không muốn cung gia bị diệt tộc mà thôi. Nếu ngươi không tin, nếu không hai ta so một lần, ta nếu thắng, các ngươi nơi này người thần phục ta, ngươi nếu thắng, vô tận cổ cương cho ngươi. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Lão Tam, ngươi sẽ không chơi lớn như vậy à? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bạch Ma bọn họ cũng thần sắc ngưng lại, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là Thánh Đế cảnh hậu kỳ, tự nhiên không phải tầm thường a. Ngươi cùng một cái Thánh Đế cảnh hậu kỳ so, có thể thắng sao? Ngược lại là Cung Nhị Tổ cùng cung gia tu sĩ, tất cả đều kích động lên, thật muốn thắng Tiêu Phàm, cái kia vô tận cổ cương chẳng phải là về ta cung gia. Nhị Tổ, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Cung Nhị Tổ còn chưa lên tiếng. Cung gia tu sĩ lại là tất cả đều hưng phấn kêu to lên, tựa như đã thấy cung gia lấy được vô tận cổ cương 800 địa vực một màn. Cung Nhị Tổ thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con ngươi, muốn xem ra một điểm không cùng đi. Nhưng Tiêu Phàm một mực mặt nở nụ cười, căn bản liền nhìn không ra cái gì. So cái gì, Cung Nhị Tổ trầm giọng nói, hắn biết rõ, tỉ thí này sợ là không có đơn giản như vậy. Tiêu Phàm có thể tuổi còn trẻ liền trở thành to lớn cổ cương chi chủ, như thế nào dễ dàng như vậy hồ lộng đây? Nếu không cùng ngươi so thực lực, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, lấy tay vung lên,
hư không lập tức xuất hiện một cái trăm trượng đường kính vòng lớn. Ta cười nói, người ta riêng phần mình một kích mạnh nhất va chạm, ai nếu rời khỏi này vòng, liền coi như ai thua. So thực lực, Cung Nhị Tổ lông mày nhíu lại, cái này không phải mình muốn nhất sao? Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà chủ động muốn cùng hắn so thực lực, cái này khiến hắn trong lòng có chút không chắc. Làm sao, người sẽ không sợ a? Ta chỉ là nho nhỏ thánh đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Nhìn thấy Cung Nhị Tổ trầm mặc, Tiêu Phàm vừa cười một tiếng nói. So thì so, Cung Nhị Tổ cười lạnh một tiếng. Hắn đường đường thánh đế cảnh hậu kỳ, lại bị một cái thánh đế cảnh tiền kỳ xem thường, nói ra hắn về sau còn có cái gì mặt mũi lăn lộn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ tất cả đều trở nên khẩn trương lên. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng tất cả đều thối lui ra khỏi Tiêu Phàm vẽ ra vòng tròn, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Yên tâm, tin tưởng công tử, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Nói không khẩn trương, đó là không có khả năng, Tiêu Phàm vẫn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh người. Nếu như hắn thực bại bởi Cung Nhị Tổ, có lẽ thực sự sẽ đem vô tận cổ cương cho cung gia cũng không nhất định. Bất quá, bọn họ càng tin tưởng Tiêu Phàm thực lực. Hắn có thể đủ tự tin như vậy, khẳng định có chiến thắng Cung Nhị Tổ thủ đoạn. Mời đi, tốt nhất đừng hạ thủ lưu tình a. Tiêu Phàm mỉm cười. Nói xong, hắn thi triển Tu La Đệ Ngũ Biến, bỗng biến thành một tôn quý khí 10 phần Tu La, sau lưng xương cánh hơi hơi chớp động, phồng lên lấy khí thế cường đại. Tiêu Phàm là Tu La tộc sự tình, sớm đã không phải là cái gì bí mật, chỉ là đám người không biết hắn liền là Tu La tộc tộc trưởng mà thôi. Bây giờ hắn tự nhiên không cần thiết che giấu. Xòe bàn tay ra, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, vô tận kiếm khí tung hoành, lôi xé cả vùng không gian. Đối diện Cung Nhị Tổ cùng những người khác thấy thế, con người hơi hơi co rụt lại, Tiêu Phàm khí thế, vậy mà so vừa rồi cái kia U Ma càng thêm cường đại rất nhiều. Cung Nhị Tổ lông mày vặn thành chữ xuyên, nơi nào còn dám có giữ lại chút nào, chỉ thấy hắn tay cầm một chuôi bảo đao. Vô cùng vô tận đao khí bắn ra bốn phía, cùng Tiêu Phàm tán phát kiếm khí rảo sát cùng một chỗ. Cái kia trăm trượng hư không vòng lớn, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của hai người, hư không cũng bắt đầu vỡ nát ra, kiếm khí cùng đao khí điên cuồng va chạm vào nhau. Đột nhiên Cung Nhị Tổ bỗng hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Tiêu Phàm trùng sát đi. Mà Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cung gia người nhìn thấy một màn này, tất cả đều kém chút kích động khoa tay múa chân. Tiêu Phàm khí thế mặc dù không yếu, nhưng cuối cùng vẫn là thánh đế cảnh tiền kỳ, tốc độ làm sao có thể so sánh Cung Nhị Tổ đây. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, thiếu chút nữa thì băng đi ra. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của mọi người đồng thời đại biến, trợn to hai mắt nhìn xem hư không Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xác thực không hề động, nhưng mà... Trường kiếm trong tay của hắn lại là đột nhiên dài ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đồng thời quát to, nhìn ta trăm trượng trường kiếm. Phốc, tất cả mọi người khóe miệng hung hăng co lại, khó trách Tiêu Phàm bất động, nha, trong tay ngươi kiếm liền dài đến trăm trượng. Coi như Cung Nhị Tổ đứng ở trong vòng tùy ý địa phương, Tiêu Phàm đều có thể đụng đến hắn, mà Cung Nhị Tổ lại chưa chắc có thể đụng đến Tiêu Phàm. Ngươi Cung Nhị Tổ tốc độ nhanh lại như thế nào? Tiêu Phàm kiếm trong tay căn bản cũng không cần tốc độ. Tiêu Phàm, người gian lận, Cung Nhị Tổ càng là bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm trường kiếm kia đột nhiên dài ra, càng là ẩn chứa nổ tính lực lượng. Còn chưa tới gần, thân thể của hắn liền bị vô số kiếm khí xuyên thủng, nhưng hắn không thể không ngừng thân hình. Nhưng mà, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm không ngừng, lần nữa quét ngang mà tới. Gian lận, đây là ở quy củ bên trong. Người có bản lãnh cũng tìm một chuôi trăm trượng trường kiếm a. Tiêu Phàm cười khẩy nói, chảm. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào Tu La kiếm, Tiêu Phàm tự nhiên không thể nào là Cung Nhị Tổ đối thủ, nhưng hắn giờ phút này còn điều động 1.500 cái thế giới lực lượng a. 1.500 cái thế giới lực lượng, đã là hắn có thể rất hoàn mỹ khống chế lực lượng cực hạn, đủ để cho hắn cùng với phổ thông thánh đế cảnh hậu kỳ va chạm. Theo Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, trăm trượng trường kiếm hung hăng chém xuống. Hồng hộc, một đạo sáng chói tấm lụa xẹt qua bầu trời, tản mát ra vô cùng vô tận kiếm khí, triệt để đem vạch ra trăm trượng vòng lớn bao phủ. Một kiếm này phía dưới, đừng nói thánh đế cảnh hậu kỳ,
chính là thánh đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng phải tránh né mũi nhọn. Lúc trước Tiêu Phàm thi triển một kiếm này, điều động toàn bộ uy lực, thế nhưng là một kiếm đánh bại đế thái ất, huyền vệ cùng thiên sát ba người. Cho dù là hỗn độn nguyên thú, Tiêu Phàm cũng có tự tin chém giết. Bây giờ điều động một nửa thế giới chi lực, mặc dù uy lực kém xa một kiếm kia, nhưng đánh bất ngờ đối phó một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cung nhị tổ căn bản không dám cùng Tiêu Phàm một kiếm này ngạnh bính, cho dù là cái kia còn sót lại kiếm khí, hắn đều muốn lui tránh ba phần. Ở nơi này một kiếm phía dưới, cung nhị tổ chỗ nào còn quan tâm được cái gì đánh cược, cái gì thắng thua. Hắn chỉ muốn mình nhất định phải sống sót. Mắt thấy kiếm khí kia sắp rơi xuống thời khắc, cung nhị tổ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng thối lui ra khỏi Tiêu Phàm mũi kiếm chỉ phạm vi. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có một ngày sẽ bị một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ đẩy lui. Nghĩ đến bản thân vừa mới còn lời thề son sắt muốn thắng Tiêu Phàm, nhưng bây giờ, bản thân liền cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm dũng khí đều không có. Tiêu Phàm cường đại, đã xâm nhập hắn linh hồn chỗ sâu. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều bị Tiêu Phàm một kiếm này trấn nhiếp, vô luận là Tiêu Phàm thân hữu, hay là đối mặt cung gia người. Tiêu Phàm nhìn thấy cung nhị tổ trốn ra trăm trượng vòng lớn, lập tức tháo xuống đại bộ phận lực lượng, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Toàn trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tề tụ ở Tiêu Phàm trên người. Ngươi thua. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, cung nhị tổ đã rời đi vòng lớn, mà hắn vẫn như cũ vẫn còn ở vòng lớn bên trong, tự nhiên là hắn thắng. Cung nhị tổ tự nhiên là không cam lòng, ra sức giận dữ hét, ván này không tính, ngươi gian lận. Nói đùa cái gì, bản thân thua thì cũng thôi đi, nếu để cho bản thân mang tới những người này thực thần phục Tiêu Phàm, đây không phải là ở cho vô tận cổ cương góp một viên gạch sao. Việc này nếu như bị hoang gia biết rõ. Đoán chừng cung gia đều phải xui xẻo theo, nhận hoang gia chế tài. Gian lận, Tiêu Phàm cười khẽ, nói chẳng lẽ chúng ta trước đó nói, không cho phép sử dụng dài trăm trượng pháp bảo sao? Cung nhị tổ sắc mặt cuồng rút, lại là bất lực phản bác, bất quá trong lòng lại là hận thấu Tiêu Phàm. Người nhà vẽ một cái trăm trượng đường kính vòng, lại sử dụng dài trăm trượng binh khí, ai có thể là đối thủ của ngươi? Coi như ngươi để cho ta 99 trượng. Người đều còn có xuất thủ không gian a. Dù sao lão hủ không phục, cung nhị tổ tức giận quát ầm lên, hắn cũng không thừa nhận mình bại, chỉ là không phục mà thôi. Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được kết quả như vậy, cũng là không vội, mà là tại chậm rãi trầm tư. Lão già, thua chính là thua, người vậy mà không nhận thua, chẳng lẽ người cung gia người ra mặt đều dày như vậy sao? Nam cung Tiêu Tiêu nổi giận mắng. Chính là... Cung gia ra mặt dày như vậy, khó trách có thể trở thành man hoang cổ cương nhị lưu gia tộc. Hóa ra cung gia trở thành nhị lưu gia tộc, là bởi vì ra mặt nguyên nhân. Quân Nhược Hoan cùng U Ma mấy người cũng nhao nhao cười chào phúng lên, nếu như có thể giải quyết như vậy vấn đề, bọn họ cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Cung nhị tổ cúi đầu, lại là xấu hổ không chịu nổi, hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm thực lực là gì sẽ cường đại như thế. Dứt bỏ Tiêu Phàm sử dụng dài trăm trượng pháp bảo không nói, Tiêu Phàm thực lực, lại có thể cùng thánh đế cảnh hậu kỳ chống lại, cái này thật bất khả tư nghị. Thậm chí, cung nhị tổ còn mơ hồ cảm thấy, vừa rồi một kiếm kia còn không phải Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy đám người ngươi một lời ta một câu, Tiêu Phàm đột nhiên khoát tay áo, nói, không có việc gì, hôm nay ta tâm tình tốt, không tính liền không tính, vậy ngươi còn muốn so cái gì? Lại so. Đám người hơi hơi kinh ngạc, Quân Nhược Hoan bọn họ trong miệng giễu cợt ngữ đột nhiên ngừng lại, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực tự tin quá mức? Vừa rồi một kiếm kia, đoán chừng đã là ngươi toàn bộ thực lực a, đối ngươi tiêu hao khẳng định rất lớn, ngươi còn lấy cái gì so? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển ra mới vừa một kiếm kia sao? Cung nhị tổ lại là ánh mắt bỗng tỏa sáng, không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi xác định? Xác định, ngươi muốn so cái gì, nói đi. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu nói, bất quá, lần này ngươi nếu bị thua còn không nhận thua, nơi này người. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt bén nhọn bỗng nhìn về phía hắn hậu phương rậm rạp chẳng chịt cung gia tu sĩ. Dừng một chút, hắn cơ hồ gần từng chữ một, ta sẽ một cái làm thịt,
cuối cùng hoang tàn. Hô, nghe nói như thế, cung nhị tổ không khỏi dùng mình một cái, Tiêu Phàm trên người tán phát hàn ý, nhưng hắn đều có chút sợ hãi. Hắn biết rõ, mình đã mài đi mất Tiêu Phàm kiên nhẫn, nếu như đổi ý nữa, Tiêu Phàm không ngại đại khai sát giới. Nếu như là trước đó, cung nhị tổ căn bản sẽ không tin tưởng dạng này sự tình sẽ phát sinh, nhưng là bây giờ, hắn là thực sợ, bởi vì Tiêu Phàm thật có thực lực như vậy. So tốc độ, ta muốn cùng ngươi so tốc độ, cung nhị tổ trầm giọng quát lên. Cùng Tiêu Phàm so thực lực, vừa rồi một kiếm đã để hắn không thấy bất luận cái gì dũng khí, càng nghĩ, mình có thể cùng Tiêu Phàm so, chỉ có tốc độ. Thánh đế cảnh hậu kỳ nguyên lực cường độ, có thể so sánh thánh đế cảnh tiền kỳ muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, tốc độ tự nhiên cũng không phải cùng một cái cấp độ. Dù cho Tiêu Phàm tu luyện thân pháp cổ thuật, cũng nhiều nhất tăng lên một hai lần mà thôi, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Ngươi xác định, Tiêu Phàm lại là cổ quái nhìn xem cung nhị tổ, nói ta khuyên ngươi chính là đổi một cái A, đừng đến lúc đó thua khóc nhè, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, Tiêu Phàm trên người am hiểu nhất, đoán chừng chính là tốc độ. Hắn tự thân tốc độ liền không thể so thánh đế cảnh trung kỳ kém, thậm chí càng mạnh mấy phần, bây giờ càng là thành công tu luyện ra nghịch long đăng thiên bộ đệ nhị trọng, tốc độ của hắn có thể gia tăng 4 lần. 4 lần là cái khái niệm gì? Nói chung, thánh đế cảnh mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốc độ cũng liền tăng lên gấp đôi mà thôi, cung nhị tổ thân pháp, hẳn là cũng chính là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ 4 lần. Mà Tiêu Phàm tốc độ, nếu là thi triển nghịch long đăng thiên bộ mà nói, lại là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ 8 lần A. Cung nhị tổ lấy cái gì cùng Tiêu Phàm so tốc độ? Trừ phi hắn cũng tu luyện ra nghịch thiên thân pháp cổ thuật. Ta xác định, liền cùng ngươi so tốc độ. Cung nhị tổ hết sức khẳng định, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn về phía chân trời cuối cùng, phóng tới cổ lan địa vực giáp danh. Mấy tức về sau, đạo kia lưu quang lập tức nối liền cổ lan địa vực giáp danh màn sáng. Dù cho thánh đế cảnh tiền kỳ toàn lực đi đường, đoán chừng cũng phải thời gian một ngày. Cung nhị tổ nhe răng cười nói, chúng ta liền dọc theo con đường này, xem ai tới trước điều tuyến này cuối cùng, đụng tới màn sáng, coi như người nào thắng. Nói xong, cung nhị tổ trong lòng lại cười lạnh bổ sung một câu, lấy tốc độ của ngươi, đoán chừng toàn lực đi đường, cũng phải 12 canh giờ, người nguyên lực, có thể trèo chống 12 canh giờ sao? Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường. Mà là 10 điểm nghiêm túc gật đầu, nói, có thể, bất quá ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện, cái gì sự tình. Cung nhị tổ không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, chờ chút đừng khóc. Chờ chút đừng khóc, Tiêu Phàm lời nói, kém chút không để cung nhị tổ phun ra một ngụm lão huyết, cái kia trần truồng vẻ châm chọc, càng là để hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hắn dù sao cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ cường giả. Sẽ trước công chúng phía dưới khóc. Huống chi, hắn đối tốc độ của mình 10 điểm tự tin, Tiêu Phàm một cái thánh đế cảnh tiền kỳ, lại có thể cùng hắn so sánh. Đừng khóc chính là ngươi, cung nhị tổ hét giận dữ một tiếng. Vậy bắt đầu đi, Tiêu Phàm thần sắc như thường, liền chiếm được điểm xuất phát chỗ. Bắt đầu, cung nhị tổ gật gật đầu, nói xong, liền biến thành một đạo chớp lóe hướng về cổ lan địa vực cuối cùng bay đi. Lão già này, cái này tiện nghi đều muốn chiếm. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên, hắn cũng chân đạp nghịch long đăng thiên bộ đạp không mà lên, tốc độ không thể so cung nhị tổ chậm bao nhiêu, chăm chú mà đi theo cung nhị tổ sau lưng. Cung nhị tổ nhìn xem đuổi theo sau lưng Tiêu Phàm, cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, đáng tiếc, ngươi chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ, nguyên lực há lại sẽ có lão hủ hùng hậu. Cung nhị tổ trong lòng nghĩ thầm. Bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ, muốn 12 canh giờ đi hết lộ trình, hắn tối đa cũng liền hơn 3 canh giờ mà thôi, đây là suy tính nguyên lực tiêu hao nguyên nhân. Bằng không mà nói, lấy tốc độ của hắn, một dạng cũng liền 3 canh giờ mà thôi. Mà Tiêu Phàm mặc dù bây giờ bùng nổ tốc độ rất nhanh, nhưng tuyệt đối là thi triển bí pháp nào đó nguyên nhân, thi triển bí pháp thế nhưng là cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Mà Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Nguyên lực lại làm sao có thể cuồn cuộn không dứt đây. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cung nhị tổ cảm giác ưu việt chậm rãi biến mất. Bởi vì, mặc cho hắn như thế nào tăng tốc, Tiêu Phàm một mực cùng hắn duy trì không sai biệt lắm khoảng cách, hơn nữa một điểm không hiện mỏi mệt.
Điều này sao có thể? Cung Nhị Tổ trong lòng tự hỏi, nhưng bây giờ Tiêu Phàm liền ở sau lưng hắn vài dặm có hơn, chăm chú mà đi theo. Nguyên Tuyền, đột nhiên, Cung Nhị Tổ nghĩ tới một loại khả năng. Chỉ có Nguyên Tuyền mới có thể để cho một người nguyên lực cuồn cuộn không dứt được bổ sung. Nghĩ vậy, Cung Nhị Tổ trong lòng kinh hãi hết sức, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nguyên Tuyền a, đây chính là tất cả thánh đế cảnh mộng tưởng, ai không muốn cũng nắm giữ một cái bản thân Nguyên Tuyền. Đáng tiếc, từ thượng cổ về sau, Nguyên Tuyền tu luyện chi pháp liền biến mất, chỉ có ở đại đế cảnh lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, mới có thể ngưng tụ Nguyên Tuyền. Hiện tại, có thể có được Nguyên Tuyền thánh đế cảnh, quá ít. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại chính là một cái có được Nguyên Tuyền người. Coi như ngươi có được Nguyên Tuyền lại như thế nào? Nguyên lực bổ sung xa xa theo không kịp ngươi tiêu hao. Cung Nhị Tổ thầm nghĩ, huống hồ, chỉ ngươi tốc độ như vậy, cũng không khả năng đuổi được ta. Thời gian chậm rãi xói mòn, mắt thấy khoảng cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần, Cung Nhị Tổ nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm hơn. Chỉ thiếu một chút xíu, bản thân liền muốn thành công. Tiêu Phàm mặc dù vẫn như cũ theo sát lấy bản thân, nhưng đây đã là cực hạn của hắn rồi a hát. Tiêu Phàm, ngươi thua. Cung Nhị Tổ đột nhiên quay đầu nhìn về phía vài dặm ra ngoài Tiêu Phàm, dương dương đắc ý nói. Vậy nhưng chưa chắc, Tiêu Phàm thần sắc như thế, mắt không chân thật đáng tin nhìn xem Cung Nhị Tổ. Cung Nhị Tổ nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, ngươi thật sự cho rằng đây là cực hạn của ta tốc độ sao, lão hủ chỉ là thi triển bảy thành tốc độ mà thôi. Vừa dứt lời, Cung Nhị Tổ tốc độ bỗng tăng vọt ba thành, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm quăng ra mấy chục. Cung Nhị Tổ nói, hắn chỉ thi triển bản thân bảy thành tốc độ, xem ra không phải giả, thậm chí còn có giữ lại. Nhưng mà, mấy tức về sau, Cung Nhị Tổ nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, con người đột nhiên bỗng nhiên rung rung. Cái này liền là của ngươi tốc độ cực hạn, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã tới Cung Nhị Tổ bên người, cùng hắn song song mà đứng. Phải biết, Cung Nhị Tổ đã thi triển ra tốc độ nhanh nhất a, Tiêu Phàm lại có thể đuổi kịp đến. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Phàm trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, tuyệt đối so với hắn Cung Nhị Tổ nhanh hơn. Nhanh hơn ta, Cung Nhị Tổ dụi dụi con mắt, trong mắt lóe lên không thể tin. Nhưng vô luận hắn làm sao lau hai mắt, trước mắt Tiêu Phàm đều không có biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Không phải lau nữa, Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Cung Nhị Tổ, nói thật, cực hạn của ngươi tốc độ, để cho ta quá thất vọng rồi. Tiêu Phàm ngữ khí liền tựa như một cái tiền bối đang chỉ điểm một cái vãn bối, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái hậu sinh. Nhưng mà, Cung Nhị Tổ lại là bất lực phản bác, hắn đường đường thánh đế cảnh hậu kỳ, tốc độ vậy mà không bằng một cái thánh đế cảnh tiền kỳ, cái này khiến hắn làm sao phản bác đây? Được rồi, không chơi với ngươi. Tiêu Phàm vung lên ống tay áo, bỗng nhiên, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên hơn hai lần. Ở Cung Nhị Tổ hai mắt trợn to bên trong, Tiêu Phàm đã không thấy thân ảnh, dù cho liền Tiêu Phàm hình bóng đều không thể nhìn thấy. Cung Nhị Tổ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, cả người tựa như càng thêm già một dạng. Hắn tự cho là giữ lại ba thành thực lực, liền có thể triệt để chấn kinh đến Tiêu Phàm. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lại là dòng dã bảo lưu lại năm thành trở lên thực lực, nếu như từ vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm liền toàn lực ứng phó, hắn đã sớm thua. Chính như Tiêu Phàm nói tới, Tiêu Phàm chỉ là ôm một cái chơi thái độ cùng hắn tranh tài mà thôi. Hắn chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ, coi như có được Nguyên Tuyền, cũng nhất định sẽ kiệt lực, ta còn có cơ hội. Cung Nhị Tổ vẫn như cũ có chút không cam tâm, cắn răng nói. Một người làm sao có thể có được đáng sợ như vậy tốc độ đây, trừ phi hắn thi triển tuyệt thế bí thuật. Mà tuyệt thế bí thuật đối nguyên lực cùng tâm thần tiêu hao là cực kỳ khủng bố, Tiêu Phàm không bao lâu liền sẽ không chống đỡ được. Nghĩ vậy, Cung Nhị Tổ lại dâng lên một tia hy vọng, đi theo Tiêu Phàm phía sau truy đuổi. Hắn mỗi một khắc cũng nghĩ rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng, có thể hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc, đừng nói Tiêu Phàm bóng lưng, chính là tàn ảnh hắn cũng không thấy. Thua, hai chữ này hiện lên ở Cung Nhị Tổ trong óc. Mặc dù hắn không nguyện ý tiếp nhận, nhưng đây cũng là thực. Sau nửa ngày, Cung Nhị Tổ rốt cục chạy tới Cổ Lan địa vực cuối cùng, lại là nhìn thấy,
Tiêu Phàm đang ở trận pháp màn sáng bên ngoài chờ lấy hắn. Ngươi quá chậm, nhìn thấy cung nhị tổ đến, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, duỗi lưng một cái, tựa như vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Cung nhị tổ mặt sạm lại, tiểu tử này cho dù là nhanh, cũng nhiều nhất nhanh thời gian uống cạn nửa chén trà, tất yếu làm ra một bộ ngủ một giấc dáng vẻ sao. Có chơi có chịu, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi còn không phục. Tiêu Phàm nhìn thấy cung nhị tổ trầm mặc, lập tức cười híp mắt nói. Nụ cười này, lại là để cung nhị tổ cơ thể hơi run lên, chỉ cần hắn dám nói một chữ không, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ đem hắn mang tới những người này đổ sát sạch sẽ. Lão hủ phục, cung nhị tổ thở sâu, cực kỳ không cam lòng nói. Bại bởi một cái thánh đế cảnh tiền kỳ, hắn xác thực không phục, có thể Tiêu Phàm thực lực và tốc độ, nhưng lại nhường hắn không thể không bội phục. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Cung nhị tổ nhận thua, nhưng Tiêu Phàm có thể sẽ không tin tưởng cung nhị tổ miệng lời nói, hắn thụ giáo huấn thực sự nhiều lắm. Cung nhị tổ sắc mặt vô cùng đáng sợ, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm cần gì thành ý, nhưng hắn lại làm sao có thể đem mệnh giao cho Tiêu Phàm đây. Làm sao, ngươi sẽ không cho là ta rất dễ nói chuyện à? Nhìn thấy cung nhị tổ trầm mặc, Tiêu Phàm cười híp mắt để lại một câu nói, liền xoay người hướng về nơi xa bay đi. Chờ chút, cung nhị tổ thấy thế, vội vàng hét lớn. Hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm đây là ý gì, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị đi trở về diệt đi cung gia tu sĩ à. Khẽ cắn môi, cung nhị tổ lấy ra một sợi mệnh hồn giao cho Tiêu Phàm, trầm giọng nói, chúng ta những người này đều thần phục ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta cung gia. Có các ngươi là đủ rồi. Tiêu Phàm thu hồi cái kia một sợi mệnh hồn, khẽ mỉm cười nói, trên người sát ý đã lặng yên biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nụ cười kia, càng là để người có loại như gió xuân ấm áp đồng dạng cảm giác. Nếu như cung nhị tổ không phải vừa mới bản thân lãnh hội qua Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, hắn cũng sẽ không tin tưởng bây giờ Tiêu Phàm cùng vừa rồi một cái kia là cùng một người. Bất quá, ta sẽ nhường cung ra tới cứu các ngươi. Tiêu Phàm rời đi thời khắc, lại cười híp mắt để lại một câu nói. Cung nhị tổ thân thể khẽ run, toàn thân tựa như không còn khí lực đồng dạng, kém chút ngã trên mặt đất. Hắn làm sao vẫn không rõ, Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền là đang cố ý tính toán hắn, nhưng hắn thần phục, chỉ là muốn kéo cung gia rơi xuống nước mà thôi. Lấy Tiêu Phàm thực lực, cung gia thật vẫn chưa chắc có thể làm gì được vô tận cổ cương. Chỉ bằng vào trận pháp này, cung gia liền không phá nổi, nếu như Tiêu Phàm thực muốn giết bọn hắn, bọn họ chỉ có thể biến thành bị hố đối tượng. Làm cung nhị tổ lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã rời đi, hắn vội vàng đạp không mà lên, đi theo. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm cùng cung nhị tổ cùng nhau trở lại nguyên lai vị trí, đám người đều đang đợi hai người kết quả trận đấu. Làm đám người nhìn thấy cung nhị tổ cái kia chán trường sắc mặt lúc, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ là Tiêu Phàm thắng đây. Thắng, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người kích động không thôi, bọn họ đã ôm đại chiến một trận chuẩn bị, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Tin tưởng Tiêu Phàm là một chuyện, chân chính kết quả lại là một chuyện khác. Từ giờ trở đi, Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới, nói các ngươi cũng là vô tận cổ cương người, nếu là còn dám đối vô tận cổ cương bất lợi, lúc này lấy tội phản nghịch xử trí. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, lại ẩn chứa một loại sát khí lạnh lẽo, ép ở đây cung gia tu sĩ có chút không thở nổi. Mấy hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào cung nhị tổ trên người, bọn họ cũng không muốn như vậy vô duyên vô cớ liền thành vô tận cổ cương người, bọn họ đều hy vọng cung nhị tổ ra lệnh một tiếng, giết ra trận này. Nhưng mà, cung nhị tổ lại mặt không biểu tình, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, nhưng hắn lại bất lực. Hai cái kia thánh đế cảnh kim giáp nam tử thần sắc lấp lóe không yên, bọn họ nghĩ đến bản thân vậy mà đi khiêu khích Tiêu Phàm, không khỏi trong lòng có chút phát lạnh. Cung nhị tổ đúng không, người cung gia ở những nơi khác tu sĩ, liền từ ngươi đi nói cho bọn hắn. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía cung nhị tổ nói. Cung nhị tổ đột nhiên ngẩng đầu, mặt âm trầm nói, giữa chúng ta đổ ước, chỉ là cổ lan địa vực cung gia người, những nơi khác cùng ta có liên can gì. Không có quan hệ gì với người đúng không, vậy ta đây liền đi giết, có vẻ như một cái khác cung gia túc lão thực lực cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Phàm cười lạnh,
hất lên áo bào liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, Cung Nhị Tổ vội vàng gọi lại Tiêu Phàm, hắn là thực sợ Tiêu Phàm, nói tốt, lão hủ đi nói. Không cần ngươi đi nói, hai người bọn họ là được rồi, nhớ kỹ nói cho cung gia, các ngươi bị ta vây ở chỗ này. Tiêu Phàm lại là đột nhiên cười, chỉ hai cái kia thánh đế cảnh kim giáp nam tử nói. Hắn đương nhiên sẽ không thả Cung Nhị Tổ rời đi, dù cho trong tay hắn có được Cung Nhị Tổ mệnh hồn. Cung Nhị Tổ gật gật đầu, cùng hai cái kia kim giáp tu sĩ nói vài câu, hai người liền rời đi. Chúng ta cũng nên đi, hy vọng ta lần sau đến thời điểm, nơi này đã có một cái chân chính địa vực dáng vẻ. Tiêu Phàm nhìn xem đám người phía dưới, để lại một câu nói, liền mang theo Bạch Ma bọn họ rời đi. Cung Nhị Tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ rời đi, ở không biết rõ ràng Tiêu Phàm thực lực chân chính phía trước, hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Hắn mặc dù tự tin có thể ngăn lại Tiêu Phàm, nhưng hắn mười mấy cái thánh đế cảnh thủ hạ, ai có thể là đối thủ đây? Trên đường, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, bọn họ không biết Tiêu Phàm là bằng vào gì, ở phương diện tốc độ thắng Cung Nhị Tổ. Đừng nói bọn họ, chính là Cung Nhị Tổ mình cũng ở vào trong mê hoặc, đối Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như bọn họ biết rõ Tiêu Phàm có được ba cái nguyên tuyền, thể nội nguyên lực cơ hồ sẽ không khô kiệt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Công tử, ngươi liền bắt lại một cái địa vực, cái kia trận pháp có cần hay không triệt tiêu? Quân Nhược Hoan cung kính nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không cần, điểm ấy thần thạch cùng nguyên tinh, ta vô tận thần phủ vẫn là tiêu hao nổi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, huống hồ, cung gia những người này lại không phải thật tâm thần phục, trước vây khốn bọn họ mấy chục năm lại nói. Mấy chục năm, đám người khóe miệng giật một cái, trong lòng vì Cung Nhị Tổ đám người mặc niệm, mặc dù Cổ Lan địa vực không nhỏ, nhưng vẫn là một cái lồng giam. Làm một cái bình thường tu sĩ, đều là không nghĩ mình bị vây ở một cái trong lồng giam. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt khác những cái kia địa vực, chúng ta cũng mau chóng giải quyết hết, chỉ ít để bọn hắn trên danh nghĩa là ta vô tận cổ cương người. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiếp xuống mười mấy ngày, Tiêu Phàm mang theo Quân Nhược Hoan đám người đi khắp 10 cái địa vực, mà Bạch Ma cùng Thí Thần bọn họ, lại là đang không ngừng bố trí trận pháp. Theo thời gian trôi qua, bị nhốt địa vực càng ngày càng nhiều, một tháng sau, tiến công vô tận cổ cương hai đại cổ cương tu sĩ, cơ hồ tất cả đều bị vây ở hơn 60 cái địa vực bên trong. Trong lúc đó, càng là đã xảy ra một kiện chấn kinh man hoang cổ cương đại sự kiện, kia liền là, cung gia tập thể phán ra man hoang cổ cương. Mà mấy ngày sau, lại có một tin tức truyền khắp nhân tộc địa vực, cung gia quy thuận vô tận cổ cương. Tin tức này vừa ra, tứ phương đều kinh hãi. Cung gia thế nhưng là man hoang cổ cương nhị lưu gia tộc A, trừ bỏ hoang gia bên ngoài, phải kể tới lấy cung gia mạnh nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cung gia vậy mà làm phản rồi, hơn nữa còn thần phục địch nhân. Vừa bắt đầu đám người còn tưởng rằng là giả, từ khi hoang gia phái người tiến về cung gia điều tra về sau. Phát hiện cung gia xác thực sớm đã người đi nhà trống, lúc này mới tin tưởng sự thật này. Bọn họ làm sao biết, từ khi cung gia biết được Cung Nhị Tổ bị Tiêu Phàm vây khốn về sau, liên tiếp phái ra rất nhiều cường giả tiến về giải cứu. Đầu tiên là cung gia tam tổ, tứ tổ, sau đó là đại tổ, cuối cùng liền cung gia gia chủ Cung Vân Thiên cũng rơi vào vô tận cổ cương trong tay. Cung gia đã cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, ở Tiêu Phàm tận tình khuyên bảo thuyết phục. Cung Tử Long nội ứng phía dưới, Cung Vân Thiên cùng cung gia ba vị tiên tổ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng Tiêu Phàm, quy thuận vô tận cổ cương. Tin tức này, giống như một hòn đá, đầu nhập vào một đầm nước đọng bên trong, nhấc lên cực lớn bọt nước, năm đại cổ cương cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Man hoang cổ thành, hoang ra một tòa cung điện. Thủ tọa ngồi lấy một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô, trung niên nam tử người khoác chiến bào màu vàng óng. Sắc mặt uy nghiêm, khuôn mặt giống như đao khắc, kiên nghị hết sức, một đôi sắc bén con ngươi càng là giống như đao mang. Trung niên nam tử tên là Hoang Thiên Quân, chính là hoang gia gia chủ, man hoang cổ cương người cầm quyền. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập chỗ ngồi, phía dưới đứng hai hàng tu sĩ tất cả đều thần sắc vô cùng khẩn trương, cúi đầu, không có người nào dám mở miệng. Tam tổ ở đâu? Hoang Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ nhiếp thiên chi uy. Nhìn thấy không người mở miệng,
hắn không khỏi tức giận nói, không có người biết không? Khởi bẩm gia chủ, tam tổ lúc trước truy sát Tiêu Phàm đi Vô Tận Thần Sơn. Một người trong đó hít sâu một cái nói, những ngày qua, lão nhân gia ông ta một mực ở tại Vô Tận Thần Sơn. Tất nhiên hắn ở Vô Tận Thần Sơn, vậy vì sao cung gia phản bội sự tình, đến bây giờ mới biết? Hoàng Thiên Quân ngữ khí lạnh lùng nói, tựa như liền Hoang Nguyên Cực đều không bị hắn để ở trong mắt. Người kia nghe vậy, thần sắc vô cùng khẩn trương, lấy dũng khí nói, theo tam tổ tin tức truyền đến, Tiêu Phàm vẫn không có rời đi Vô Tận Thần Sơn, lão nhân gia ông ta cũng không biết cung gia là khi nào phản bội, bất quá. Tuy nhiên làm sao, nhìn thấy người kia ấp a ấp úng, Hoàng Thiên Quân sắc mặt trầm xuống. Theo tin tức đáng tin, cung tử Long đã từng quy thuận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giúp hắn đột phá đến thánh đế cảnh, cung gia hơn phân nửa cũng đã sớm quy thuận, chúng ta chỉ là bây giờ mới biết mà thôi. Người kia hít sâu một cái nói. Hoàng Thiên Quân trầm mặc không nói, hắn tự nhiên nghe nói qua cung tử Long sự tình. Một cái thiên phú không bằng hắn hai đứa con trai người, vậy mà sớm đột phá đến thánh đế cảnh, hơn nữa người này vẫn là man hoang cổ cương nhị lưu gia tộc hoang gia đệ tử, Hoàng Thiên Quân nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là Tiêu Phàm giúp cung tử Long đột phá thánh đế cảnh. Ứng phó Vô Tận cổ cương sự tình, các ngươi thấy thế nào? Hoàng Thiên Quân tập trung ý chí, lần nữa nhìn hướng đám người phía dưới nói. Gia chủ, cung gia phản bội, bị Vô Tận cổ cương thu lưu, ta hoang gia vừa vặn có thể không kiêng nể gì cả xuất binh, cho dù thiên hoang biết rõ, cũng không làm gì được chúng ta. Cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử ra khỏi hàng, cung kính cúi đầu nói. Không sai, gia chủ, bằng vào ta hoang gia nội tình, chí ít có thể cướp đoạt Vô Tận cổ cương một nửa địa hạt, đến lúc đó, năm đại cổ cương, ai dám tranh phong. Một người khác vóc dáng gầy gò, hơi có vẻ còng xuống lão giả trong con ngươi tinh quang lập lòe. Tán thành, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt bọn hắn, cung gia phản bội, chỉ là cung tử Long nguyên nhân. Ai cũng không có đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Một cái hôi sữa chưa cằn tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên kinh thiên sóng lớn hay sao? Lúc này, đám người lúc này mới an tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía Hoàng Thiên Quân, chờ lấy hắn làm quyết định. Hoàng kiếm, đột nhiên, Hoàng Thiên Quân mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào cái kia một người cầm đầu hắc bào nam tử trên người. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn về phía hắc bào nam tử kia ánh mắt, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc bào nam tử lại là thần sắc như thường, bước ra khỏi hàng nói, thuộc hạ ở. Do ngươi lấy 40 man hoang thần vệ, xuất lĩnh 10 ức đại quân chinh chiến Vô Tận cổ cương, man hoang cổ cương bất kỳ thế lực nào, cá nhân, cũng có thể có ngươi điều phối. Hoàng Thiên Quân ngữ khí ngưng lại nói, mặt khác, bản tọa sẽ để cho tam tổ phối hợp ngươi. Tranh thủ mau chóng cầm xuống 400 địa hạt. Cần tuân pháp chỉ, hắc bào nam tử cung kính cúi đầu, liền biến mất trong đại điện. Các ngươi cũng xuống đi chuẩn bị đi, có lẽ sẽ dùng đến các ngươi. Hoàng Thiên Quân khoát tay một cái nói. Không đợi những người khác lấy lại tinh thần, hắn cũng đã biến mất. Thật lâu, người trong đại điện mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia chủ vậy mà để man hoang thần vệ xuất thủ, hơn nữa một lần liền ra 40 cái, đây là chuẩn bị đem Vô Tận cổ cương diệt thành kiếp cho sao? Đây chính là 40 cái thánh đế cảnh tu sĩ a, còn có, tam tổ bên người cũng có 10 cái man hoang thần vệ, kia liền là 50 cái thánh đế cảnh cường giả, hơn nữa tam tổ cùng hoang kiếm hai người, ai có thể là địch thủ? Gia chủ lần này là nghiêm túc, Vô Tận cổ cương thế nhưng là một tảng lớn thịt mỡ, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta nghĩ hoàng cực cổ cương một bên kia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, lần này chinh chiến Vô Tận cổ cương, chí ít cũng có gần 100 cái thánh đế cảnh. T Vô Tận cổ cương diệt định, đại điện bên trong, tất cả mọi người cực kỳ không bình tĩnh, đều rất giống thấy được Vô Tận cổ cương bị phúc diệt một màn. Gần 100 cái thánh đế cảnh A, trừ bỏ năm đại cổ cương dạng này nội tình, nhân tộc 3.000 vực, còn có thế lực nào có thể cầm ra được. Vô Tận cổ cương chẳng qua là một cái mới xây cổ cương mà thôi, đừng nói 100, chính là 10 cái thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể đem ra được a. Dạng này sự tình, cũng đồng dạng phát sinh ở hoàng cực cổ cương phái ra 60 cái thánh đế cảnh cường giả, chỉ vì chiếm lấy Vô Tận cổ cương càng nhiều địa hạt.
Cái này một tin tức, rất nhanh liền truyền khắp nhân tộc 3.000 vực, trái tim tất cả mọi người đều trở nên lửa nóng. Gần 100 cái thánh đế cảnh lên một lượt chiến trường, loại chuyện này đã mấy ngàn trên vạn năm không có đã xảy ra, bây giờ một màn này sắp xuất hiện, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc đây. Đáng tiếc, Bắc Thần Cổ Cương, Đế Trần Cổ Cương cùng Thần Đạo Cổ Cương cùng Vô Tận Cổ Cương cũng không liền nhau, bằng không mà nói, bọn họ đoán chừng cũng sẽ kiếm một chén canh. Mà bây giờ, bọn họ chỉ có thể giận mắng hai đại cổ cương vô sỉ không thôi. Bất quá, năm đại cổ cương lại là có không ít tu sĩ nhao nhao chạy tới Vô Tận Cổ Cương xem náo nhiệt, bọn họ muốn nhìn một chút, Vô Tận Cổ Cương đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Bắc Thần Cổ Cương, một tòa thành trì cung điện bên trong, đột nhiên kích phóng ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng cười to, ha ha, cuối cùng thành công, sư tôn, không cần 10 năm. Đồ nhi chỉ dùng không đến thời gian 3 năm. Thành trì bên trong, rất nhiều tu sĩ vẻ mặt không hiểu nhìn xem tòa cung điện kia. Thật lâu, một đạo thân hình gầy gò, sắc mặt vàng ố, bẩn thỉu chật vật thân ảnh đi ra, trên người hắn phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ. Thánh đế cảnh, đám người khiếp sợ không thôi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đạo thân ảnh kia. Vô Tận Thần Phủ, ta tới. Chật vật thân ảnh đột nhiên thở sâu, nhìn về phía chân trời nói. Hắn muốn đi Vô Tận Thần Phủ. Vô Tận Thần Phủ không phải sắp hủy diệt sao? Đoán chừng là đi tìm Vô Tận Thần Phủ phiền toái. Lần này, Vô Tận Thần Phủ đoán chừng thật muốn diệt. Đám người nghe vậy, không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Bọn họ thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại không gạt được cái kia chật vật thân ảnh lỗ tai. Người kia vừa mới chuẩn bị rời đi, nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận. Bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình. Các ngươi nói Vô Tận Thần Phủ như thế nào? Chật vật thân ảnh lạnh lùng quét mắt toàn trường nói. Đám người chỉ cảm thấy lạnh cả tim, một cái to gan tu sĩ lấy dũng khí đem hai đại cổ cương tiến công Vô Tận Cổ Cương sự tình nói ra. Hảo một cái man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương, thực sự là không biết xấu hổ a. Chật vật thân ảnh lạnh rên một tiếng, quay người liền hướng lấy chân trời bay đi. Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm như thường ngày một dạng ngồi ở trong đại điện, nghiêm túc nghe mọi người báo cáo, chỉ là đại điện bên trong, nhiều hai đạo bóng người. Hai bóng người này không phải người khác, chính là Cung Tử Long cùng Cung Vân Thiên phụ tử. Cung Vân Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, phản bội man hoang cổ cương, quy thuận Vô Tận cổ cương, vốn không phải hắn chỗ nguyện. Nhưng Tiêu Phàm lại đem hắn cung ra tiêu diệt từng bộ phận, tan rã. Ba đại thiên tổ toàn bộ bị Tiêu Phàm vây ở Vô Tận Cổ Cương một cái địa vực. Cũng liền ở Cung Vân Thiên đang vì cung gia tương lai sầu trắng cả tóc thời khắc, con của hắn Cung Tử Long lại dứt khoát lựa chọn gia nhập quy thuận Vô Tận Cổ Cương. Tổng hợp các phương diện cân nhắc, Cung Vân Thiên đành phải lựa chọn con đường này. Nhìn thấy một bên Cung Tử Long vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm dáng vẻ, Cung Vân Thiên trong lòng rất cảm thấy khó chịu. Hắn không biết những năm này, Cung Tử Long cùng ở bên người Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì, Cung Tử Long cũng không có cùng hắn cụ thể kể rõ. Cung Tử Long chỉ nói cho hắn, Tiêu Phàm chính là thế hệ này vạn tộc người thứ nhất, cùng trợ giúp hắn đột phá đến thánh đế cảnh hai chuyện này, Cung Tử Long liền không lại mâu thuẫn Tiêu Phàm. Vạn tộc người thứ nhất a, cái danh này cũng không phải bình thường khủng bố. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm đủ cường đại thời điểm, sợ là hoang gia cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Nghĩ tới chỗ này, Cung Vân Thiên trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hoàng gia cùng cơ gia rốt cục nhịn không được xuất thủ. Tiêu Phàm nghe được phía dưới kể rõ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười, lúc này còn cười được. Nếu như là người khác, nhất định cho rằng Tiêu Phàm là tên điên, nhưng mọi người đang ngồi người, lại là cho rằng đương nhiên. Đây không phải là vừa bắt đầu Tiêu Phàm mong muốn sao? Bây giờ hoang gia cùng sắp xuất lĩnh đại lượng nhân tộc tu sĩ đánh tới, không phải vừa vặn đạt đến Tiêu Phàm đoán trước sao? Chỉ có Cung Vân Thiên sắc mặt hết sức ngưng trọng, bây giờ thân làm Vô Tận Cổ Cương một thành viên, hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một lần Tiêu Phàm. Phủ chủ, hoang gia man hoang thần vệ cùng cơ gia hoàng cực thần vệ, còn mời phải tất yếu cẩn thận. Cung Vân Thiên ra khỏi hàng, hơi hơi thi lễ nói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Bản thân đường đường nhị lưu gia tộc chi chủ, lại có một ngày sẽ cung bái một cái nhỏ tiểu nhân vực người đi ra ngoài. A,
Tiêu Phàm hài lòng nhìn Cung Vân Thiên một cái, nói Cung gia chủ mời nói. Đối Cung Vân Thiên, Tiêu Phàm còn tính là 10 điểm khách khí, dù sao Cung gia bây giờ thế nhưng là có hai đại thánh đế cảnh hậu kỳ, một cái thánh đế đỉnh phong, cùng 20, 30 cái thánh đế cảnh tu sĩ. Nếu như trừ bỏ Vô Tận Thần Vệ, vậy dạng này nội tình, đã so Vô Tận Thần Phủ cường đại. Theo tại hạ biết, Man Hoang Thần Vệ cùng Hoàng Cực Thần Vệ chí ít cũng là thánh đế cảnh tu vi, mặt khác, một lần này Man Hoang Thần Vệ chính là hắn thống lĩnh tự mình dẫn đội. Cung Vân Thiên hít sâu một cái nói. Hắn thấy, Tiêu Phàm có thể làm cho hai đại cổ cương xuất động thần vệ, đã đầy đủ bất phàm. Nhưng hắn vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm, có thể chống đối hai đại cổ cương gần 100 thần vệ công kích. Dừng một chút, Cung Vân Thiên tiếp tục nói, Man Hoang Thần Vệ thống lĩnh tên là Hoang Kiếm, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, hắn chọn lựa Man Hoang Thần Vệ, đoán chừng có không ít thánh đế cảnh hậu kỳ. Thánh đế cảnh đỉnh phong, đại điện bên trong những người khác nghe vậy, thần sắc bỗng nghiêm một chút. Hắn nhớ kỹ Tiêu Phàm nói qua, những cái kia địa vực chư thiên trấn ma trận, chưa chắc có thể ngăn cản được thánh đế cảnh đỉnh phong công kích a. Vạn nhất đối phương thánh đế cảnh cường giả tối đỉnh đem những cái kia chư thiên trấn ma trận phá vỡ, đem vây ở chính giữa bên cạnh người phóng ra, vậy nhưng cũng không phải là bình thường phiền phức. Không biết Cung đại tổ, cùng cái kia Hoang Kiếm so sánh lại như thế nào đây? Tiêu Phàm lại là không hoảng hốt không vội, tựa như căn bản không lo lắng thánh đế cảnh cái kia cường giả tối đỉnh. Đại tổ hẳn là có thể ngăn được, Cung Vân Thiên suy nghĩ một chút nói. Đã như vậy. Vậy nếu như Hoàng Cực Cổ Cương cũng có một cái thánh đế cảnh tột cùng, vậy chúng ta đối mặt cũng chỉ có một mà thôi, một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, lại có sợ gì? Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin nhìn xem Cung Vân Thiên. Một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, lại có sợ gì? Tiêu Phàm đây là liền thánh đế cảnh đỉnh phong đều không để trong mắt sao, hắn đây là nơi nào đến lực lượng? Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực lực, có thể cùng thánh đế cảnh đỉnh phong chống lại sao? Hiển nhiên là không thể nào, coi như hắn có mạnh hơn, cũng không khả năng mạnh như thế biến thái. Mặt khác các ngươi không cần lo lắng, thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng đánh tới Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía chúng nhân nói, Nhược Hoan, chờ cái gì đó Man Hoang Thần Vệ cùng Hoàng Cực Thần Vệ đến thời điểm, cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Là, phủ chủ, quân Nhược Hoan cung kính gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin. Nhưng hắn vẫn là đánh trong đáy lòng tin tưởng Tiêu Phàm là không thể nào cầm Vô Tận Thần Phủ tính mạng của tất cả mọi người đùa giỡn. Những người khác tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, không cho Man Hoang Thần Vệ cùng Hoàng Cực Thần Vệ chạy. Chẳng lẽ Tiêu Phàm còn chuẩn bị diệt đi cái kia gần 100 cái thánh đế cảnh cường giả hay sao? Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm có thực lực như vậy sao? Đám người mang một bụng nghi hoặc rời đi, Tiêu Phàm cũng trở về bản thân tiểu viện. Lại là phát hiện hai đạo bóng người đang chờ đợi lâu ngày. Đó là hai người quần áo đen, bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Công tử, hai người cung kính thi lễ. Quỷ Thiên Cừu, Quỷ Hoang, hai người các ngươi cũng không cần đa lễ như vậy. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu hai người ngồi xuống, các ngươi những năm này khôi phục như thế nào. Quỷ Thiên Cừu cũng không hề ngồi xuống đến, mà là giống như hạ nhân một dạng đứng ở bên người Tiêu Phàm. Nói, khởi bẩm công tử lần trước tiến về vạn tộc cổ lộ phía trước, cho huynh đệ chúng ta lưu lại tiên quỳnh ngọc lộ tương các loại bảo vật, để cho ta hai người khôi phục đến thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn biết rõ, Quỷ Thiên Cừu là cố ý cất nhắc hắn mà thôi, hắn cho chút đồ vật kia, có thể không đầy đủ để cho hai người khôi phục lại thánh đế cảnh hậu kỳ. Nhất định là Quỷ Thiên Cừu lúc trước tiến nhập bách sát chiến trường có được đồ vật. Để hai người đạt đến bây giờ cấp độ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có đánh vỡ, mà là hỏi, nếu như các người ứng phó thánh đế cảnh đỉnh phong làm sao? Đúng rồi, chính là Man Hoang Thần Vệ thống lĩnh Hoang Kiếm. Quỷ Thiên Cừu nghĩ nghĩ, 10 điểm nói nghiêm túc, ám sát mà nói, 60% nắm chắc, chính diện đối địch, thắng bại khó nói. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, thật lâu, hắn cho hai người mỗi người một mai càn khôn giới. Nói, trong này đồ vật, không thế nào chân quý, các ngươi cầm xài trước, mau chóng khôi phục thánh đế cảnh đỉnh phong. Là, công tử, hai người cùng nhau gật đầu, cũng không có đem cái này càn khôn giới để ở trong lòng, chờ bọn hắn chân chính mở ra thời điểm, mới biết được Tiêu Phàm thủ bút lớn bao nhiêu.
Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang hai người rời đi, thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, tự nhủ, không phải liền là mấy cái thánh đế cảnh đỉnh phong sao, chẳng lẽ đây chính là Tiếu Thiên Cơ nói một kiếp? Không nên a, một hai cái thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm thật vẫn không để ở trong mắt, Vô Tận Thần Sơn nhưng là hắn sân nhà, có hắn bố trí vô số trận pháp, ứng phó mấy cái thánh đế cảnh đỉnh phong là không nói chơi. Bất quá ta gần nhất luôn là có loại nguy hiểm cảm ứng, tựa như thánh đế kiếp muốn tới, phi tiên thánh cảnh quy tắc, đối ta giống như không dùng a. Tiêu Phàm thở sâu, có chút buồn bực nói. Tiêu Phàm từng nhớ kỹ, ở phi tiên thánh cảnh bên trong đột phá thánh đế cảnh, chắc là sẽ không có thánh đế kiếp. Liền tựa như 200 cái vô tận thần vệ, bọn họ phần lớn người đều đã đột phá đến thánh đế cảnh, lại đều không có cảm ứng được cái gì thánh đế kiếp. Ngược lại là hắn Tiêu Phàm, trong khoảng thời gian này luôn luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này, cùng lúc trước độ thần vương kiếp cùng đại đế kiếp có chút cùng loại, Tiêu Phàm chỉ hy vọng, cũng đừng là cái gì tâm kiếp, tốt nhất là thần lôi kiếp. Đối với Tiêu Phàm mà nói, độ tâm kiếp không có quá nhiều giá trị. Nếu là thần lôi kiếp, lấy hắn trước kia độ kiếp kinh nghiệm phán định, đoán chừng không kém gì thánh đế cảnh đỉnh phong uy thế. Đây cũng không phải là người bình thường có thể vượt qua. Thần vương cảnh độ chính là nhân hình đế vương kiếp, đại đế cảnh độ thì còn lại là hoang cổ diệt thần kiếp, không biết cái này thánh đế kiếp, lại sẽ là cái gì kiếp? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Theo khoảng cách Tiếu Thiên Cơ nhắc nhở kiếp nạn thời gian càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cỗ kia bất an cũng càng ngày càng đậm. Thậm chí, Tiêu Phàm đã nhận định, bản thân kiếp nạn, 89 phần 10 chính là cái này thánh đế kiếp. Vốn cho là thánh đế kiếp có thể miễn trừ, hắn không nghĩ tới hay là trốn không xong, tất cả những thứ này, 89 phần 10 là bởi vì hắn là thiên đố chi nhân. Thiên đố chi nhân, thời khắc bị thượng thiên chú ý, lại làm sao có thể nhường hắn miễn trừ thánh đế kiếp đây? Còn có hơn một tháng thời gian, ta phải làm chuẩn bị cuối cùng mới được. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Lúc này... Tiêu Phàm lại tìm đến Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, để bọn hắn thả ra một tin tức, một tháng sau, Tiêu Phàm tự mình ở Vô Tận Thần Vực bên ngoài, cùng hai đại cổ cương quyết nhất tử chiến. Hai người không biết vì sao, lại vẫn là nghe Tiêu Phàm lời nói. Về phần Tiêu Phàm, lại là tiến nhập bế quan trạng thái, hắn một bên lĩnh ngộ nghịch long đăng thiên bộ cùng tiểu vận mệnh thuật, một bên chuẩn bị độ thánh đế kiếp thứ cần thiết. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tiêu Phàm khí tức, cũng khôi phục đỉnh phong. Chấn thế đồng quan, thời không thiên châu, tu la kiếm, thần đan, đế dược, những cái này đều mang tới, chỉ cần không phải nhất kích tất sát ta, hẳn là liền không có vấn đề lớn. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Nhưng trong lòng của hắn, luôn cảm thấy thiếu một vật, về phần là cái gì, hắn lại không biết. Để cho an toàn, Tiêu Phàm đem những vật này đều đặt ở nửa mở thức một kiện thần điêu pháp bảo bên trong. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Phàm làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận một chút. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái, giang tay ra bên trong, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một mặt hoàng kim chống trận, đúng là hắn từ thiên tinh tử trong tay đoạt được thời không chiến cổ. Cái này thời không chiến cổ hắn một mực ném ở càn khôn giới bên trong, lại là chưa bao giờ sử dụng qua. Cũng không phải là thời không chiến cổ uy năng không đủ, mà là Tiêu Phàm không quen dùng thứ này. Một người một kiếm, mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Nhưng lần này vì mặt đối với kế tiếp một trận chiến, cùng vô cùng có khả năng xuất hiện thánh đế kiếp, Tiêu Phàm không thể không đem nên chuẩn bị đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị xong. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới đi ra tiểu viện, lại là phát hiện Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma đang chờ hắn. Lão Tam, Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương người đã tụ tập ở Vô Tận Thần Vực bên ngoài. Bởi vì có trận pháp chống đối hắn, bọn họ tạm thời vào không được, chúng ta bây giờ làm thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Cái gì đó Man Hoang thần vệ cùng Hoàng Cực thần vệ đều ở sao? Tiêu Phàm gật đầu nói. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, bọn họ đều xuất hiện, bất quá bọn hắn cũng sợ bị trận pháp vây khốn, phân bố ở mấy cái địa vực, 20, 30 ức tu sĩ, cũng tất cả đều phân bố ở mười mấy địa vực, vây quanh Vô Tận Thần Vực. Thật đúng là chú ý cẩn thận a. Tiêu Phàm mỉm cười, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, ba người rất nhanh là đến truyền tống đại điện vị trí.
Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, đến truyền tống quảng trường lúc, một cỗ kim bích huy hoàng loan xa chú lưu ở cái kia, hai long hai phượng lôi kéo loan xa, thật là không uy phong, bá khí. U ma hắn, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra bốn người này là ai, trong đó ba người là Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, một người khác dĩ nhiên là U ma. U ma cho bản thân kéo xe, đây là Tiêu Phàm không nghĩ tới. U ma đây là tự nguyện, Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười nói, sau đó lại cho Tiêu Phàm truyền âm nói, U ma làm như thế, cũng là nghĩ từ Ma Thái Hư nơi đó học một chút đồ vật. Tiêu Phàm gật gật đầu, U ma thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Ma Thái Hư so sánh, xác thực không phải cùng một cái cấp độ. Nếu như có thể từ Ma Thái Hư nơi đó học được một vài thứ, đối với U ma mà nói, cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngồi lên loan xa, ngay sau đó thúc giục truyền tống trận, mấy người biến mất ở truyền tống đại điện. Vô tận thần vực bên ngoài. 10 cái địa vực bên trong, đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là thần chu phía trên dính đầy lấy vô số tu sĩ, tất cả đều gác giáo đại chiến, ánh mắt u lãnh hướng về vô tận thần vực phương hướng. Để cho an toàn, man hoang thần vệ lấy đại thống lĩnh cầm đầu, hoang kiếm dẫn đầu 10 cái man hoang thần vệ trấn thủ ngay trung tâm một cái địa vực. Mặt khác 40 cái man hoang thần vệ, lại là hiện lên cánh chim đứng ở hai bên, tổng cộng chiếm cứ lấy 4 cái địa vực. Thậm chí, liền hoang nguyên cực cùng tử thiên la cũng tiềm phục tại trong đó một cái địa vực, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cung gia phản nghịch, quy thuận vô tận cổ cương, man hoang cổ cương đã sư xuất hữu danh, bọn họ không cần thiết quan tâm thiên hoang 10 năm hạn lệnh. Nghe tới cung gia phản nghịch tin tức, hoang nguyên cực càng là kích động tột đỉnh, hắn chính đang tìm cơ hội ứng phó Tiêu Phàm đây, không nghĩ tới hôm nay có thể trắng trợn động thủ. Ngoại trừ man hoang thần vệ bên ngoài, hoàng cực cổ cương hoàng cực thần vệ, cũng chiếm cứ lấy 5 cái địa vực, nhìn chằm chằm hướng về vô tận thần phủ. 20, 30 ức tu sĩ, đồng thời bùng nổ khí tức, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Đối diện, vô tận thần phủ tu sĩ, cũng là hiện lên xếp thành một hàng, phòng bị hướng về trận pháp bên ngoài hai đại cổ cương người, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm ở đâu, còn không mau mau đi ra chịu chết. Một tiếng hét to từ hoang kiếm vị trí khu vực truyền ra, lại là hoang kiếm chờ không nổi nữa, nhưng hắn một cái thuộc hạ bắt đầu khiêu chiến. Vô tận thần phủ tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm hiện tại cũng không đến, trong lòng lập tức có chút không chắc. Quân Nhược Hoan thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng hét to nói, phủ chủ để các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, các ngươi có thể tắm xong. Tắm xong mà nói, phủ chủ tự nhiên sẽ. Nghe nói như thế, vô tận thần phủ tu sĩ lập tức lòng tin tăng nhiều, quân Nhược Hoan lúc này đều tự tin như vậy, còn có thể không nhìn hai đại cổ cương tu sĩ, bọn họ lại có sợ gì đây? Hoang kiếm nghe vậy, không khỏi ngoài ý muốn nhìn quân Nhược Hoan một cái. Hắn không nghĩ tới quân Nhược Hoan liền nhanh như vậy có thể lấy lại danh dự. Hoang kiếm cho bên cạnh kim giáp khiêu chiến nam tử một ánh mắt, nam tử kia lập tức lần thứ hai giễu cợt nói, Tiêu Phàm chẳng lẽ trốn rồi a hát. Ngang cứu vừa dứt lời, cuối chân trời đột nhiên truyền đến một trận long ngâm phượng minh thanh âm, vang vọng thương khung, khí thế càng là rung động linh hồn. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy 4 đầu long phượng lôi kéo một cỗ kim bích huy hoàng loan xa. Hướng về nơi đây bay lượn mà tới, cực kỳ hùng vĩ. Một sát na này, toàn trường một mảnh yên lặng. Hai long hai phượng lôi kéo một cỗ loan xa nhanh chóng tới gần, một cỗ trùng thiên uy thế, ép tới tứ phương tu sĩ một mảnh yên lặng, rất nhiều cấp thấp tu sĩ càng là không thở nổi. Thánh đế cảnh, có người kinh hô mà ra, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cái kia hai long hai phượng tán phát khí tức, dĩ nhiên là thánh đế cảnh khí tức, hơn nữa hết sức cường tuyệt. Có thể so với thánh đế cảnh trung kỳ. Lại nhìn một cái kia loan xa phía trên người đang ngồi, trừ bỏ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? 4 tôn thánh đế cảnh cường giả, cho Tiêu Phàm kéo xe. Bậc này tư thế, để vô tận cổ cương tu sĩ lòng tin tăng nhiều, mà đối diện man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương tu sĩ, lại là trở nên hết sức ngưng trọng lên. Đồ sộ như vậy ra sân hình ảnh, đừng nói bọn họ, chính là hoang thiên quân cũng chưa từng có a. Trong thiên hạ, ai dám lấy thánh đế cảnh long phượng tộc tới kéo xe a? Ngoại trừ Tiêu Phàm, có lẽ không còn gì khác người. Đều rửa sạch sẽ cổ,
Tiêu Phàm đi tới đại trận giáp danh, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn xem đối diện tu sĩ nói. Lời này vừa nói ra, Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương tu sĩ sắc mặt càng là khó coi không thôi, bọn họ thế nhưng là tới giết người, mà không phải đi tìm cái chết. Nhưng Tiêu Phàm lời nói, lại là triệt để miệt thị bọn họ a, hay là nói, Tiêu Phàm thật có sức mạnh như vậy. Tiêu Phàm, đem cung gia người giao ra, bằng không đừng trách ta Man Hoang Cổ Cương không khách khí. Hoàng Kiếm rốt cục mở miệng, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, thánh đế cảnh đỉnh phong khí thế đánh thẳng vào đại trận màn sáng đều mãnh liệt chấn động lên. Tiêu Phàm không để ý đến Hoàng Kiếm, mà là nhìn về phía chung quanh tu sĩ khác, trên mặt lộ xuất ra mạn ý tiếu dung, không sai, người đến còn không ít. Giết người vậy là đủ rồi. Bị Tiêu Phàm không nhìn, Hoàng Kiếm lập tức lạnh rên một tiếng. Những người này, ta muốn lấy hết. Tiêu Phàm lại là ngoảnh mặt làm ngơ, tự lo không xong nói ra. Lời này vừa nói ra, Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt bọn họ lại là lộ ra 10 điểm đặc sắc. Đây chính là 20, 30 ức người a, yếu nhất cũng là chiến thần cảnh a, người muốn, tại sao phải a? Hai đại cổ cương tu sĩ nghe nói như thế, cũng là cười to không thôi, cười Tiêu Phàm cuồng vọng cùng vô tri. Cái này 20, 30 ức người, đã đủ để nghiền ép vô tận cổ cương, nghe Tiêu Phàm ý tứ, vậy mà muốn đem bọn họ tất cả đều lưu lại, đây không phải người si nói mộng thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm đối mọi người cười chào phúng tiếng lại là nhìn như không thấy, nhìn chăm chú Hoàng Kiếm đám người nói, Hoàng Kiếm đúng không, các người cái này Man Hoang thần vệ nếu là nguyện ý, cũng có thể lưu lại. Xuy, Hoàng Kiếm đều bị Tiêu Phàm làm vui, khinh thường nói, người đây là đang khuyên chúng ta đầu hàng sao? Cũng là người có từng gặp qua, tuyệt thế cường giả sẽ cùng một con kiến hôi đầu hàng. Tất nhiên không hàng, vậy liền đều giết a. Tiêu Phàm khoát khoát tay, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ong ong theo lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy 10 cái kia địa vực đột nhiên chán phóng vô số quang hoa, từng đạo màn sáng kết giới đem 10 cái địa vực cách biệt. Hai đại cổ cương người sắc mặt ngưng trọng hướng về tứ phương, làm xong một trận chiến chuẩn bị. Nho nhỏ trận pháp, cũng có thể ngăn lại chúng ta. Hoàng Kiếm hét giận dữ một tiếng, nói Tiêu Phàm, tất nhiên người ngu xuẩn mất khôn, đừng trách bản tọa không khách khí, giết. Theo chữ giết rơi xuống, Hoàng Kiếm dẫn đầu hướng về vô tận thần vực phương hướng đánh tới, một đạo kiếm mang bay thẳng cái kia địa vực trận pháp màn sáng đi. Hồng hộc, nhưng mà lúc này, hư không chẳng biết lúc nào toát ra một chuôi huyết kiếm, tốc độ nhanh chóng, góc độ xảo trá, không thể tưởng tượng, thẳng đến Hoàng Kiếm mi tâm. Hoàng Kiếm nằm mơ đều không nghĩ đến, lại có người dám ám sát hắn, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, quang minh chính đại ám sát hắn. Vội vàng thời khắc, Hoàng Kiếm bản năng hướng một bên tránh đi, nhưng mà, hắn cuối cùng chậm nửa nhịp. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Hoàng Kiếm mi tâm bắn ra một đạo máu tươi, ngực tức thì bị một kiếm chém qua, nửa người gần như sụp đổ, máu tươi chảy ra. Một màn này phát sinh cực nhanh, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có người đánh lén Hoàng Kiếm, hơn nữa còn thành công. Chủ yếu nhất là, phần lớn người cơ hồ không thấy được là ai ra tay. Bất quá, bọn họ không thấy được, cũng không đại biểu Hoàng Kiếm cũng không nhìn thấy. Muốn chết, Hoàng Kiếm tức giận không thôi, đột nhiên cầm trong tay một chuôi kiếm lớn màu đen nổi giận chém mà ra, trăm trượng kiếm cương hung mãnh dị thường, đem hư không đều cắt đứt ra. Chỉ một thoáng, hư vô một đạo hắc ảnh chạy ra, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bên trong vô tận thần vực. Oanh long, một tiếng nổ vang truyền ra, Hoàng Kiếm bá đạo một đòn chạm tại vô tận thần vực bên ngoài trận pháp màn sáng phía trên, trận pháp màn sáng khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Về phần đạo hắc ảnh kia, lại là xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, hơi hơi cúi đầu nói, công tử, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin hàng tội. Người muốn giết hắn, liền không dễ chơi, có tội gì? Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ngay sau đó đỡ dậy Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân không phải người khác, chính là Quỷ Thiên Cừu. Kỳ thật, Tiêu Phàm tự nhiên hy vọng là hy vọng Quỷ Thiên Cừu có thể giết Hoàng Kiếm, như thế liền tỉnh rất nhiều công phu. Bất quá hắn cũng biết, muốn ám sát một cái thánh đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Quỷ Thiên Cừu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trọng thương Hoàng Kiếm,
hơn nữa hoàn hảo mà quay về, đã coi như là không tệ. Chỉ là đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lại là xem thường không thôi. Cái gì gọi là giết hoàng kiếm liền không dễ chơi, chẳng lẽ trừ cái này điểm ám sát kỹ lưỡng bên ngoài, người còn có những biện pháp khác ứng phó hoàng kiếm sao? Nhưng Tiêu Phàm lại mặt không đỏ tim không đập, nhìn chăm chú đối diện tức giận hoàng kiếm, mỉm cười, nói, vừa rồi cảm giác làm sao? Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Hoàng kiếm nhe răng trợn mắt nói, cầm kiếm hét to nói, man hoang thần vệ, cùng bản thống lĩnh phá trận, giết không tha. Giết, 50 cái thánh đế cảnh man hoang thần vệ đồng thời gào thét một tiếng, ngay sau đó phóng lên tận trời, cùng nhau hướng về đại trận đánh tới. Sán lạn hung mãnh nguyên lực tại hư không nở rộ, chấn động đến đại trận quang mang lay động không ngừng, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Vô tận cổ cương tu sĩ nhìn chằm chằm ngoại giới, để bọn hắn thở phào nhẹ nhõm là, đại trận cuối cùng vẫn là ổn định lại. Thật là mạnh trận pháp, hai đại cổ cương tu sĩ kinh ngạc nhìn cái kia trận pháp màn sáng. Cơ Tuần Thiên, các ngươi còn chưa động thủ. Hoàng kiếm nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía hoàng cực cổ cương phương hướng cả người khoác tử kim chiến giáp trung niên nam tử quát khẽ nói. Trung niên nam tử tên là Cơ Tuần Thiên, chính là hoàng cực thần vệ đại thống lĩnh, tu vi không ở hoàng kiếm phía dưới. Cơ Tuần Thiên nhíu mày, cuối cùng gật đầu một cái, bọn họ muốn diệt vô tận cổ cương, nhất định phải hủy đi trận pháp này. Nhưng từ mới vừa công kích tới nhìn, vô luận là man hoang thần vệ những người này, vẫn là hoàng cực thần vệ hơn 10 cái thánh đế cảnh, đều là không khả năng phá khai trận pháp. Trừ phi hai đại cổ cương hợp tác, đồng tâm hiệp lực phá khai trận pháp. Hoàng kiếm, bổn phủ chủ đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cười to nói, hiện tại, các ngươi không có cơ hội. A Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái gì, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy man hoang thần vệ những cái kia thánh đế cảnh bên người, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, hơn nữa ẩn núp ở trong hư vô. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, bọn họ tất cả đều xông ra, chỉ ít có 30 cái man hoang thần vệ, bị một kiếm xuyên qua mi tâm, thân tử đạo tiêu. Còn có 10 cái cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ, cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có 6 cái hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa chấn thương hắc y sát thủ. Hiển nhiên, chết đi cũng là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi người, mà bị đâm tổn thương thì còn lại là thánh đế cảnh trung kỳ. Còn dư lại 6 người, tất cả đều là thánh đế cảnh hậu kỳ, cho nên mới có thể tránh thoát ám sát, hơn nữa phản kích sát thủ. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, những sát thủ quần áo đen kia lại là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xông vào vô tận thần vực trận pháp màn sáng bên trong, sau đó hòa vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn trướng, hỗn trướng, hoàng kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ bừng như máu. Đây chính là thánh đế cảnh man hoang thần vệ A, hoàng gia hao tốn cực lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra, có thể trong chớp mắt liền chết 30 cái này khiến hắn làm sao không giận. Nơi xa, hoàng cực cổ cương hoàng cực thần vệ cũng hít một hơi lạnh, trong lòng bọn họ có chút may mắn đối phương không có ra tay với bọn họ. Bằng không mà nói, man hoang thần vệ hậu quả chính là bọn họ. Trong lúc nhất thời, hoàng cực cổ cương tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Rất nhiều người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có thể ám sát thánh đế cảnh sát thủ, làm sao cũng là thánh đế cảnh tu vi a. Ai có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, vậy mà bồi dưỡng được một chút thánh đế cảnh thuộc hạ đây. Những sát thủ này, dĩ nhiên chính là vô tận thần vệ. Trong bọn họ có 100 người vốn chính là tu la điện thiên tài sát thủ, bây giờ đột phá thánh đế cảnh, ám sát cùng giai tu vi người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao muốn cố ý nhường hai đại cổ cương tu sĩ tụ tập ở đâu, nguyên lai hắn đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị. Hơn nữa, Tiêu Phàm không động thủ là đã, vừa động thủ là kinh người, chớp mắt liền tiêu diệt 30 cái thánh đế cảnh.
Loại thủ đoạn này, thật là đáng sợ. Cơ Tuần Thiên, Tiêu Phàm không để ý đến Hoang Kiếm, mà là nhìn về phía Cơ Tuần Ngày nói, người biết, bổn phủ chủ vì sao không có lựa chọn ra tay với các ngươi sao? Cơ Tuần Thiên mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn biết rõ, Tiêu Phàm cái này đang cảnh cáo hắn. Mà hắn, lại không thể coi thường Tiêu Phàm cảnh cáo, vừa rồi Tiêu Phàm hành động, đã có đến rất tốt uy hiếp tác dụng. Bởi vì bổn phủ chủ cùng ngươi Cơ gia không có quá nhiều cừu hận, hơn nữa, Độc Cô cũng giúp bổn phủ chủ nói chuyện qua. Tiêu Phàm tiếp tục nói, ngữ khí 10 điểm bình thản. Tiêu Phàm ý tứ rất đơn giản, cũng không phải là ta Tiêu Phàm sợ đắc tội ngươi Hoàng Cực Cổ Cương, mà là ta xem ở đã từng tình nghĩa bên trên, cho nên tha các ngươi một mạng. Nếu như các ngươi tiếp tục không buông tha, vậy cũng đừng trách ta Tiêu Phàm không để ý tình nghĩa, lòng dạ độc ác. Cơ Tuần Thiên, đừng nghe hắn nói mỏ, nếu là thật sự như hắn nói tới, người Độc Cô Tiên Tổ cũng sẽ không để các ngươi đối Vô Tận Cổ Cương động thủ. Hoang Kiếm vội vàng hét lớn. Bọn họ những người này không phá nổi trận pháp, chỉ có lôi kéo Cơ Tuần Thiên vừa động thủ một cái, nếu như Cơ Tuần Thiên nếu là bị Tiêu Phàm thuyết phục, vậy hôm nay bọn họ nhất định không công mà lui. Cơ Tuần Thiên cau mày trầm tư chốc lát, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phủ Chủ, nghĩ đến ngươi cũng biết. Cổ Cương ý chí, chắc là sẽ không vì ý cá nhân mà thay đổi. Tiêu Phàm híp mắt một lần hai mắt, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cơ Tuần Thiên. Hắn không nghĩ tới Cơ Tuần Thiên lại còn sẽ có loại này kiến giải, xác thực như Cơ Tuần Thiên nói tới, Cổ Cương ý chí, là không thể nào tự ý cá nhân đến quyết định. Liền tựa như hai cái quốc độ tu sĩ, bọn họ vốn là hảo hữu, nhưng hai cái quốc độ tầm đó xảy ra chiến đấu. Là không thể nào bởi vì bọn hắn hai cái là bạn tốt mà đình chỉ chiến tranh. Một phe là ý cá nhân, còn bên kia thì là quốc gia ý chí. Để ở chỗ này cũng giống vậy, Cổ Cương ý chí, xa xa lớn hơn ý cá nhân. Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương mặc dù không nói là kín người hết chỗ, nhưng riêng phần mình địa vực bên trong tài nguyên, trên trăm vạn năm khai thác đã 10 điểm thiếu thốn. Bây giờ có mới địa vực, bọn họ tự nhiên muốn khuếch trương. Thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Chủng tộc ở giữa chiến tranh bọn họ không dám tự tiện bốc lên, nhưng nhân tộc nội bộ chiến đấu, bọn họ lại là có thể nắm trong tay. Đương nhiên, nhân khẩu cũng là một cái phương diện, hai đại cổ cương cần chiếm cứ càng nhiều địa vực, đến an bài người còn sót lại. Mà cái này, vừa lúc có thể từ Vô Tận Cổ Cương lấy được. Tiêu Phủ Chủ, tất cả mọi người là nhân tộc, Vô Tận Cổ Cương số ít tu sĩ. Lại chiếm cứ lấy số lớn địa vực, đây là lãng phí tài nguyên, sao không đem dư thừa địa vực giao ra đây? Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Cơ Tuần Thiên lại rèn sắt khi còn nóng nói. Không, chuẩn xác mà nói, hắn là chuẩn bị thừa nước đục thả câu, hơn nữa còn để cho mình đứng ở đạo nghĩa điểm cao bên trên. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức thần sắc lạnh lùng, không chút hoang mang nói, ta nếu cho ngươi một hai cái địa vực, chẳng lẽ ngươi không muốn càng nhiều sao? Ta nghĩ, Tiêu Phủ Chủ sẽ không hẹp hòi như vậy. Cơ Tuần Thiên khẽ mỉm cười nói, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Một hai cái địa vực, lại làm sao có thể thỏa mãn Hoàng Cực Cổ Cương khẩu vị đây, chỉ ít cũng phải 100.200 cái địa vực. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại làm sao có thể vô duyên vô cớ giao cho Hoàng Cực Cổ Cương gần 100 cái địa vực, cái này cùng cắt nhường quốc thổ sỉ nhục, lại có gì khác biệt? Ngươi, để cho ta nghĩ tới một chuyện cười. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng lãnh mang, nói, một cái tên ăn mày hướng một cái phú ông hành khất, phú ông thiện tâm phía dưới, cho hắn một cái bánh bao. Nhưng cái này tên ăn mày lại cho rằng, phú ông một cái bánh bao liền muốn đuổi mình, người cái kia gia tài ức vạn không phải dùng không hết sao, chẳng lẽ không phải đem không dùng hết gia tài cho ta sao? Nghe nói như thế, đám người toàn bộ đều rơi vào trong trầm tư. Cái này tên ăn mày cùng phú ông cố sự. Cùng hiện tại hai đại cổ cương cùng Vô Tận Cổ Cương là biết bao tương tự. Vô Tận Cổ Cương nhiều hơn địa vực cùng tài nguyên, ở hai đại cổ cương xem ra, nên cho bọn hắn, không cho, ta liền giết các ngươi, bản thân cướp đoạt. Nhưng Vô Tận Cổ Cương thiếu của bọn hắn sao? Hiển nhiên không phải, giữa hai người đó rốt cuộc là ai đúng ai sai đây? Kỳ thật, chỉ là hai người lập trường khác biệt mà thôi, nói câu khó nghe, cái thế giới này, vẫn là nắm tay người nào lớn. Ai mà nói chính là đạo lý. Cái gì âm mưu quỷ kế, ở đây đủ lực lượng trước mặt, tất cả đều có thể được vỡ nát. Đối diện, Cơ
Cơ Tuần Thiên thì là sắc mặt âm trầm hết sức, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại đem hắn so sánh một cái tên ăn mày, hơn nữa còn tùy tiện hóa giải hắn trong giọng nói nguy cơ. Cơ Tuần Thiên, ngươi nói, ngươi cùng tên ăn mày có gì khác biệt? Tiêu Phàm trong đôi mắt lộ ra một vẻ ác liệt, nhìn xem Cơ Tuần Thiên chất vấn. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, không, ngươi ngay cả tên ăn mày còn không bằng, chí ít tên ăn mày sẽ không giết người cướp đoạt. Cơ Tuần Thiên sắc mặt tái xanh hết sức, nguyên bản hắn cho là mình mà nói có thể làm cho Tiêu Phàm tự ti mặc cảm, nhưng hắn làm sao biết, Tiêu Phàm vậy mà cũng như thế ăn nói khéo léo. Trong lúc nhất thời, Cơ Tuần Thiên không biết nói gì. Tất nhiên nói cho ngươi đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có dùng nắm đấm. Cơ Tuần Thiên nhàn nhạt lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy bộ dáng, tức giận hết sức. Hoàng Kiếm nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười, Cơ huynh, để tránh đêm dài lắm mộng, hay là trước cầm xuống Tiêu Phàm rồi nói sau. Cũng tốt, Cơ Tuần Thiên khoát khoát tay. Nói xong, phía sau hắn 60 cái hoàng cực thần vệ bỗng nhiên đạp không mà lên, cùng hắn cùng nhau công kích vô tận thần vực trận pháp. Hoàng gia đám người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, xuất lĩnh lấy còn lại còn có chiến lực người đồng thời xuất thủ. 70 cái thánh đế cảnh đồng thời xuất thủ, như thế uy thế, biết bao đáng sợ. Vô tận thần vực bên ngoài trận pháp mặc dù cường đại, có thể chống đối bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong công kích, hiện tại xuất thủ chính là 70 cái thánh đế cảnh A. Hơn nữa, trong đó còn không thiếu thánh đế cảnh đỉnh phong. Cái kia địa vực trận pháp, vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, liền bạo tán mà ra, 70 người công kích, đồng thời giáng lâm ở vô tận thần vực trận pháp màn sáng phía trên. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Sát khí chậm rãi hiện lên. Phủ chủ, cung gia xin chiến man hoang cổ vực. Lúc này, cung Vân Thiên đột nhiên tiến lên một bước, cung kính cúi đầu nói. Chuẩn, Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, lãnh đạm phun ra một chữ. Man hoang thần vệ bây giờ chỉ còn lại có 7 người, mặc dù cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, có thể cung gia thế nhưng là có được 20, 30 cái thánh đế cảnh, trong đó cũng có một cái thánh đế cảnh đỉnh phong. Ba cái thánh đế cảnh hậu kỳ. Bằng cung gia thực lực, ngăn lại hoang gia hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Huyết U Điện ở đâu? Tiêu Phàm vừa trầm quát. Ở, Kình Thiên tiến lên, ở sau lưng hắn, còn đứng lấy mấy chục vạn người tiến lên, tất cả đều chán phóng khí tức đáng sợ. Những người này, thế nhưng là Tu La tộc chân chính tinh nhuệ, một khi biến thành Tu La chi thể, chiến lực càng là sẽ bạo tăng. Các ngươi là đạo thứ nhất phòng tuyến, dám can đảm bước vào vô tận thần vực thánh đế cảnh phía dưới tu sĩ, giết không tha. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Một trận chiến này, hắn mặc dù rất có lòng tin, thế nhưng không thể không cẩn thận đối đãi. Nếu như chỉ là bên ngoài những cái này thánh đế cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm cũng là không sợ, nhưng hắn lo lắng nhất chính là, vụng trộm còn sẽ có những cường giả khác ẩn núp. Vô tận thần phủ là có gần 200 cái thánh đế cảnh, có thể trên cơ bản cũng là thánh đế cảnh tiền kỳ A, cùng có uy tín thánh đế cảnh tầm đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Vô tận thần vệ 200 cái tới một thánh đế cảnh, đoán chừng tối đa cũng liền có thể đối chiến hoàng cực cổ cương cái kia 60 cái thánh đế cảnh mà thôi. Kình Thiên nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó cung kính lĩnh mệnh nói là Chiến Hồn Điện, Thiên Hạ Điện, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại quát. Ở, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan tiến lên, phía sau hai người càng là đứng đấy đến ngàn vạn tu sĩ, yếu nhất cũng là thiên thần cảnh. Kim Cốt Đế Kim Cốt Khô Lâu Tộc, Thanh Long Vân Thanh Thiên Long Tộc cùng U Cửu Minh U Phượng Tộc, đều gia nhập Thiên Hạ Điện, bây giờ Thiên Hạ Điện, có thể nói là tứ điện bên trong số lượng nhiều nhất, sức chiến đấu kinh khủng nhất. Tiêu Phàm sở dĩ để Huyết U Điện Tu La Tộc xông lên phía trước nhất, là bởi vì hắn rất rõ ràng. Tu La tộc chỉ có ở giết chóc bên trong mới có thể chân chính trưởng thành. Bây giờ Tu La tộc đã an giật thời gian quá dài, chuôi kiếm này là thời điểm hảo hảo ma luyện một chút. Các ngươi xem như đạo thứ hai phòng tuyến, nhất là Thiên Hạ Điện, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm quát lên. Tuân mệnh, hai người lĩnh mệnh đi. Vô tận thần vực 100 địa vực phòng tuyến, cũng không phải bình thường lớn lên, cũng chỉ có Thiên Hạ Điện mới có thể làm được điểm này. Tu La Điện ở đâu? Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa. Ở, Huyết Vô Tuyệt tiến lên lĩnh mệnh. Các ngươi phụ trách bảo hộ vô tận thần phủ tu sĩ an toàn,
dám can đảm trong bóng tối làm loạn người, giết không tha. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn sát khí trên người càng ngày càng đậm hơn. Là, Huyết Vô Tuyệt Đạp không biến mất. Theo Tiêu Phàm từng đạo mệnh lệnh xuống dưới, mọi người thần sắc trở nên càng ngày càng khẩn trương lên. Chân trời, đại trận run rẩy cực kỳ lợi hại, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Tiểu tử, trận pháp này không ngăn được, phải chăng khởi động nguyên pháp thôn thiên trận? Bạch Ma ngữ khí có chút sốt ruột, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm Cơ Tuần Thiên bọn họ, lúc này mới nói, không cần, ta cuối cùng cảm giác, bọn họ cũng không phải là nguy hiểm nhất. Ngươi là nói, Bạch Ma nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngươi cùng Ma Thái Hư bọn họ đi đầu lui lại, những người này, chính ta đủ để đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng đạp không mà lên, hướng về phía trước bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy hơi thở thời gian, sẽ đến trận pháp màn sáng giáp danh. Cùng lúc đó, Bạch Ma, U Ma cùng Ma Thái Hư bọn họ, nhao nhao hướng phía sau thối lui, phía trước mấy ngàn dặm bên trong, trừ bỏ Tiêu Phàm một người, không có người nào nữa. Oanh, bỗng nhiên, chân trời trận pháp màn sáng bỗng nổ tung, Hoang Kiếm cùng Cơ Tuần Thiên dẫn theo 70 tới một thánh đế cảnh khí thế hung hăng giết tới đây. Nơi xa, cùng ra một đám thánh đế cảnh cường giả không chút do dự đạp không mà lên, xông về Hoang Kiếm đám người. Mà Tiêu Phàm, lại là đứng ở Hoàng Cực Cổ Cương tu sĩ trấn thủ phương hướng, chờ Cơ Tuần Thiên dẫn theo 6 mặt khác 10 cái thánh đế cảnh đánh tới. Làm sao, một mình ngươi đến, là chuẩn bị đầu hàng sao? Cơ Tuần Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm một thân một mình chờ lấy bọn họ, không khỏi cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nói ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Cơ hội, bản tọa cần ngươi một cái thánh đế cảnh tiền kỳ cho cơ hội sao? Cơ Tuần Thiên ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói, không nên lãng phí mọi người thời gian, đi chết đi. Nói xong, Cơ Tuần Thiên kết một đạo thủ ấn, hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống. Hồng hộc, đột nhiên, hư không bên trong toát ra một chuôi huyết kiếm, bỗng nhiên đâm về phía Cơ Tuần Thiên mi tâm, Cơ Tuần Thiên sắc mặt đại biến, bất quá cũng không có mất lòng người, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi hơn 10 dặm. Một dạng chiêu thức hữu dụng không? Bản tọa một mực chờ ngươi đấy. Cơ Tuần Thiên cười lạnh không thôi, vừa rồi hắn gặp được Hoang Kiếm bị ám sát, tâm lý thẳng đưa cho chính mình cảnh tỉnh. Quả nhiên, như hắn sở liệu, thật sự có người muốn ám sát hắn. Có đúng không, ngươi có biết, có một cái từ, gọi là khó lòng phòng bị. Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Phốc, lời còn chưa dứt, Cơ Tuần Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, ngực cũng đã bị một kiếm xuyên qua, một cỗ lực lượng đáng sợ chính phá hủy hắn nhục thân cùng linh hồn. Vội vàng thời khắc, Cơ Tuần Thiên trở tay một kiếm chém ra, thân thể của hắn đồng thời bị một kiếm kia quấy đến vỡ nát. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Ở sau lưng của hắn cách đó không xa, lại là còn đứng một cái hắc y nam tử, lại là trước đó ám sát Hoang Kiếm Quỷ Thiên Cừu, hắn không biết khi nào đã mò tới Cơ Tuần Thiên phía sau. Cơ Tuần Thiên nhục thân bị hủy, chỗ nào còn có thể bình tĩnh, ngửa mặt lên trời quát ầm lên, cho lão tử giết hắn. Giết, Hoàng Cực Thần Vệ nghe lệnh, tất cả đều không muốn sống một dạng đánh về phía Tiêu Phàm. Cơ Tuần Thiên nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm bên người lại có hai cái đáng sợ như vậy sát thủ, liền thánh đế cảnh đỉnh phong đều có thể ám sát. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 60 cái Hoàng Cực Thần Vệ hóa thành lưu quang thẳng hướng Tiêu Phàm, không bao lâu, Tiêu Phàm liền bị mười mấy thánh đế cảnh tu sĩ vây ở trung ương. Mặt khác 50 cái thánh đế cảnh tu sĩ còn đang nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa sát vào. Cơ Tuần Thiên nhục thân đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, mới vừa rồi bị ám sát, mặc dù không thể muốn mệnh của hắn, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn cũng rất muốn xông tới giết chết Tiêu Phàm, có thể cách đó không xa hai đạo bóng đen, lại là sát khí nặng nề theo dõi hắn. Chỉ cần hắn Cơ Tuần Thiên dám động, hai cái kia sát thủ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, hắn có lẽ không sợ, có thể những cái kia Hoàng Cực Thần Vệ thì chưa chắc. Mặc dù bị hai cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ quấn lấy, nhưng hắn vô cùng khó chịu, nhưng vì Hoàng Cực Thần Vệ an toàn, hắn đành phải đứng ở cái kia không nhúc nhích, lấy lực lượng một người,
ngăn chặn hai cái kia sát thủ. Hắn không biết là, lấy quỷ thiên cửu cùng quỷ hoang thực lực, nếu như chỉ là ngăn chặn hắn, trong đó một cái là đủ rồi. Sở dĩ hai người cùng một chỗ cuốn lấy hắn, chỉ là cố ý kỳ địch lấy yếu mà thôi. Một cái thánh đế cảnh hậu kỳ, ba cái thánh đế cảnh trung kỳ, sáu cái thánh đế cảnh tiền kỳ. Tiêu Phàm nhìn qua chung quanh 10 đại thánh đế cảnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, lắc lắc đầu nói còn chưa đủ. Cuồng vọng vô tri, 10 đại hoàng cực thần vệ tức giận không thôi, bọn họ 10 người này, cho dù là bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong cũng có thể cuốn lấy chốc lát, lại bị một cái thánh đế cảnh tiền kỳ xem thường, trong lòng bọn họ tự nhiên tức giận không thôi. Bỗng nhiên, 10 đại hoàng cực thần vệ đồng thời nhào về phía Tiêu Phàm, mục đích của bọn hắn chính là giết chết Tiêu Phàm, hiện tại chỉ có Tiêu Phàm một người, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhưng mà, bọn họ còn chưa động, Tiêu Phàm liền đã động, chỉ thấy hắn tay cầm tu la kiếm bay thẳng trong đó một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, cái kia thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ nhục thân trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm chẻ dọc làm hai. Sau đó bị vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát, hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập tại hư không. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Đám người thấy thế, một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Đây chính là thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả A, hoàng cực thần vệ một trong, lại bị Tiêu Phàm miểu sát. Để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm giết chết người kia, lần nữa khóa chặt người thứ hai. Lấy tốc độ của hắn, phổ thông thánh đế cảnh tiền kỳ đừng nói theo kịp hắn, chính là nhìn đều chưa chắc có thể thấy rõ. Tốc độ như vậy, chênh lệch quá cách xa, lại có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, lại có 5 người bị Tiêu Phàm đánh chết, chỉ còn lại có 3 cái thánh đế cảnh trung kỳ cùng một cái thánh đế cảnh hậu kỳ, 4 người đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, con người khẽ run. Tí tí, ta nói các ngươi còn chưa đủ, các ngươi vậy mà không tin. Tiêu Phàm cười nhìn lấy đối diện 4 người, lại liếc mắt nhìn nơi xa chính chạy tới 50 cái hoàng cực thần vệ nói, nếu không, chờ bọn hắn tới động thủ lần nữa. Phách lối, không ai bì nổi phách lối. 4 người mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm tự tin, để bọn hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nếu là đổi lại những người khác, đối mặt nhiều như vậy thánh đế cảnh cường giả, chỗ nào còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ, đoán chừng đã sớm sợ mất mật. Mà bây giờ sợ mất mật lại là bọn họ, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều trên mặt lấy nụ cười, chỉ là hắn sát khí trên người rất lạnh, cũng rất bá đạo. 4 người nơi nào còn dám tiếp tục xuất thủ, bọn họ thực nghe theo Tiêu Phàm mà nói, chờ lấy mặt khác 50 cái thánh đế cảnh đến. Tiêu Phàm cũng không vội vã xuất thủ, hắn dư quang lại là thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, nội tâm của hắn luôn có một loại bất an mãnh liệt, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Hắn biết rõ, cái này tứ phương thiên địa, khẳng định còn có người tiềm phục tại trong bóng tối, chỉ chờ lấy thời điểm then chốt, cho hắn một kích chí mạng. Thời gian chậm rãi xói mòn, rốt cục lại có 10 người đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm giống như trước đó đồng dạng, y dạng họa hồ lô, trực tiếp chém giết 6 cái thánh đế cảnh tiền kỳ, chỉ còn lại có 3 cái thánh đế cảnh trung kỳ cùng một cái thánh đế cảnh hậu kỳ. Tăng thêm phía trước những người kia. Thì là 2 cái thánh đế cảnh hậu kỳ, cùng 6 cái thánh đế cảnh trung kỳ. Nhưng mà, 8 người này, lại là mạnh mẽ đứng ở cái kia, không có người nào dám tiếp tục xuất thủ. Thật sự là Tiêu Phàm thủ đoạn thật là đáng sợ, xuất thủ cũng 10 điểm lăng lệ, cho dù là thánh đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ cường giả, đều không có chiến thắng tự tin của hắn. Còn lo lắng cái gì, giết hắn a. Cơ Tuần Thiên khí toàn thân đều đang phát run. Tiêu Phàm cường đại vượt qua dự liệu của hắn, chém giết thánh đế cảnh tiền kỳ, vậy mà giống như khảm thái thiết qua đồng dạng, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, liền thánh đế cảnh hậu kỳ đều bị hắn trấn trụ. Lúc này, lại có 10 cái hoàng cực thần vệ đuổi tới, Tiêu Phàm quyết đoán xuất thủ, hoàn toàn không nhìn thánh đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ, chỉ lấy thánh đế cảnh tiền kỳ tính mệnh. Một đám phế vật, cho lão tử giết a. Cơ Tuần Thiên lại cũng không chịu nổi lửa giận trong lòng. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, bỗng xông qua quỷ thiên cửu cùng quỷ hoang vòng vây, lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Tiêu Phàm. Cơ Tuần Thiên thấy thế, mừng rỡ trong lòng, chỉ là nhường hắn nghi ngờ là, quỷ thiên cửu cùng quỷ hoang vậy mà không có đuổi theo.
Tiêu Phàm, ngươi nhất định phải chết. Cơ Tuần Thiên trong lòng hét giận dữ. Không có người cuốn lấy hắn thực lực, giết chết một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Tiêu Phàm nhìn thấy hắn đánh tới, xoay người bỏ chạy, những cái kia thánh đế trung kỳ và hậu kỳ hoàng cực thần vệ liền vội vàng đuổi theo. Chỉ là để Cơ Tuần Thiên tức giận là, Tiêu Phàm chạy trốn phương hướng, dĩ nhiên là mặt khác mấy tổ hoàng cực thần vệ vị trí. Ở tại bọn hắn kinh hãi cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, Tiêu Phàm chém dụng còn dư lại tất cả thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả, chỉ còn lại có 6 cái thánh đế cảnh hậu kỳ, cùng 18 cái thánh đế cảnh trung kỳ, cùng Cơ Tuần Thiên. Trốn một vòng, Tiêu Phàm nhưng lại quỷ dị về tới phía trước địa phương, cuối cùng bị Cơ Tuần Thiên đám người vây ở trung ương. Ngươi ngược lại là trốn a, trốn a. Cơ Tuần Thiên tức giận gào thét. Tiêu Phàm nhất cử giết chết hắn 36 cái thuộc hạ, hơn nữa cũng là thánh đế cảnh tiền kỳ, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Trốn, ta không cần thiết trốn. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, trên người hắn, đột nhiên đan xen từng đạo lôi điện chi lực. Ong ong, cùng lúc đó, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên ngoài, bỗng chán phóng từng đạo rực rỡ hà mang. Không tốt, là trận pháp, mau trốn. Có người lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, cái kia trận pháp màn sáng hội tụ tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một hai cái thời gian hô hấp, liền hình thành một đạo quang mang, đem Tiêu Phàm cùng Cơ Tuần Thiên đám người bao phủ ở bên trong, căn bản không có khả năng chạy thoát. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Cơ Tuần Thiên, ngoạn vị nói, Cơ Tuần Thiên, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hối hận sao? Cái này phá trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. Cơ Tuần Thiên khinh thường, nói thực lực chênh lệch bày ở đây, có trận pháp gia trì thì có ích lợi gì, bản tọa một quyền liền có thể giết ngươi. Cơ Tuần Thiên lời nói 10 điểm bá đạo, cũng tràn đầy tự tin, tựa như giết chết Tiêu Phàm, đúng như bóp chết một mực giống như con kiến dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Oanh, đột nhiên, thiên khung một tiếng sét nổ vang vang vọng tứ phương, đầy trời mây đen bỗng nhiên hướng về nơi đây hội tụ, mây đen, ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe. Cơ Tuần Thiên khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Chỉ một thoáng, thiên lôi chi thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mãnh liệt, kinh khủng lôi vân, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về bên ngoài không ngừng lan tràn. Vẻn vẹn mấy cái mấy hơi thở thời gian, lôi vân liền bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, phạm vi bao phủ lớn hơn cả Tiêu Phàm bọn họ bố trí trận pháp. Hơn nữa, còn vẫn không có dừng lại xu thế, như trước đang không ngừng hướng về ngoại giới khuếch tán, rất nhanh liền vượt qua vạn dặm phương viên Tiêu Phàm, người muốn làm gì? Cơ Tuần Thiên gầm thét không thôi. Đây chính là lôi vân a, đáng sợ như vậy lôi vân, cho dù là thánh đế cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Lúc này, Cơ Tuần Thiên chỗ nào còn không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, gia hỏa này rõ ràng là chuẩn bị độ kiếp a. Nếu như không phải tận mắt thấy cái này lôi vân, Cơ Tuần Thiên nơi nào sẽ tin tưởng, Tiêu Phàm còn không có vượt qua thánh đế kiếp, vừa mới hắn chém giết hoàng cực thần vệ thời điểm, không phải giống như giết gà tử sao. Đáng sợ như vậy thực lực, thậm chí ngay cả thánh đế kiếp cũng chưa từng vượt qua. Tiêu Phàm không để ý đến Cơ Tuần Thiên, chính như hắn nói tới. Cơ hội đã cho qua bọn họ không trân quý mà thôi. Bây giờ hai phương đều là địch nhân, Tiêu Phàm căn bản không cần thiết quan tâm sinh tử của bọn hắn, hắn lo lắng vẻn vẹn chỉ là trong bóng tối ẩn núp cường giả mà thôi. Lôi vân như trước đang không ngừng mở rộng, hơn nữa xa xa không có đình chỉ xu thế. Hai vạn giảm, ba vạn giảm. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, dòng dã đạt đến 9 vạn giảm. Mà trong đoạn thời gian này, Cơ Tuần Thiên bọn họ vừa bắt đầu liều mạng trùng sát Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm quanh thân lôi điện xen lẫn, vậy mà dẫn động trời cao lôi điện. Mấy đạo lôi điện giận bổ xuống, mấy cái thánh đế cảnh trung kỳ lập tức bị đánh ngoài cháy trong mềm, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Cơ Tuần Thiên đám người thấy thế, lại không giết Tiêu Phàm tâm tư, chỉ muốn mau rời khỏi cái này lôi vân bao trùm phạm vi. Một khi lôi vân hạ xuống, bọn họ đều là phải xui xẻo. Nhưng mà, Tiêu Phàm bố trí trận pháp này, lại là vượt xa Cơ Tuần Thiên dự kiến, cho dù là thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng căn bản không phá nổi. Cơ Tuần Thiên mười mấy người, tất cả đều bị vây ở phương viên 3.000 dặm phạm vi bên trong,
nơi này trang nghiêm ở vào thánh đế kiếp trung ương, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Tiêu Phàm, thả chúng ta rời đi, hoàng cực cổ cương lại không phạm vô tận cổ cương. Cơ Tuần Thiên quát to, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng Tiêu Phàm bàn điều kiện. Bây giờ hối hận, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ nghĩ hoàng cực cổ cương cùng ngươi vô tận cổ cương không chết không thôi sao? Cơ Tuần Thiên hét lớn, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Lôi vân một khi hạ xuống, chết có thể không chỉ đám bọn hắn những cái này thánh đế cảnh, còn có những cái kia 20, 30 ức tu sĩ a. Không phải cũng sớm đã không chết không thôi sao? Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh. Sau một khắc, Tiêu Phàm vung cánh tay lên một cái, tựa như đang gây hấn với chân trời lôi vân, cuồn cuộn trong lôi vân phát ra kinh lôi phẫn nộ gào thét, đinh tai nhức óc. Giết, Cơ Tuần Thiên muốn phát cuồng, bọn họ không phá nổi trận pháp, sớm muộn cũng sẽ bị lôi kiếp oanh sát, hiện tại cơ hội duy nhất, chính là giết Tiêu Phàm, chỉ cần giết Tiêu Phàm, lôi vân liền sẽ tự hành tán đi. Ầm ầm, nhưng mà, bọn họ xuất thủ cuối cùng quá chậm, chân trời lôi vân, đột nhiên đan xen vô số lôi điện, giống như từng đầu long xà đáp xuống, răng đầy phương viên 9 vạn dặm phương viên. Trong lúc nhất thời, không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, thời gian cũng bắt đầu thác loạn một dạng. Không Cơ Tuần Thiên đám người tuyệt vọng nhìn chăm chú không trung, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Cơ Tuần Thiên đám người tất cả đều bị lôi điện bao phủ. Thời gian trở lại thời gian uống cạn nửa chén trà trước đó, ngoại giới, đám người hướng về kinh khủng lôi vân, vừa lui lại lui, thẳng đến rời khỏi 10 vạn dặm mới dừng lại. Nhìn xem cái kia 9 vạn dặm lôi vân, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thánh tôn kiếp không phải mới 10 vạn dặm lôi vân sao, Tiêu Phàm độ xác định chỉ là thánh đế kiếp. Hoàng Kiếm nhìn xem cái kia mênh mông lôi vân, khóe miệng có chút co lại. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao như thế biến thái, có thể dẫn tới như thế đáng sợ lôi kiếp người, tuyệt đối là trời ghen tị thiên kiêu a. 9 vạn dặm lôi vân thánh đế kiếp, thế này sao lại là để Tiêu Phàm độ kiếp, hoàn toàn liền là ở gạt bỏ hắn a. Chẳng biết tại sao, Hoàng Kiếm trong lòng sinh ra một loại nồng nặc bất an cảm giác. Đồng thời, nội tâm của hắn lại có một tia may mắn Tiêu Phàm dùng thánh đế kiếp đối phó không phải mình, mà là Cơ Tuần Thiên. Bằng không mà nói, xui xẻo chính là hắn Hoang Kiếm. Dù sao, như thế lôi kiếp, là có thể cảm ứng được lôi kiếp phía dưới tu sĩ thực lực, lôi vân cảm ứng được Cơ Tuần Thiên thực lực, tất nhiên bùng nổ uy thế, tuyệt đối có thể tùy tiện gạt bỏ thánh đế cảnh đỉnh phong. Thánh đế cảnh đỉnh phong lôi kiếp công kích, Tiêu Phàm chết chắc. Hoang Kiếm trong lòng cười lạnh nói. Lúc này, một cỗ mãnh liệt thời không chấn động từ lôi vân phía dưới truyền đến, rất nhiều người bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Thời gian rối loạn, không gian vặn vẹo, đây chẳng lẽ là... Quỷ Hoang cảm nhận được cỗ kia huyền diệu thời không chấn động, ngữ khí đều có chút phát run. Thái cổ phá diệt kiếp, Quỷ Thiên Cừu thở sâu, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thái cổ phá diệt kiếp, đây chính là biến mất vô số tuế nguyệt a, hơn nữa bình thường đều là nhằm vào thánh tôn kiếp. Nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa là xuất hiện ở thánh đế kiếp. Quỷ Thiên Cừu cũng là ở một quyển cổ tịch bên trên gặp qua đôi câu vài lời, thái cổ phá diệt kiếp vừa ra, thời gian rối loạn, không gian vặn vẹo, cơ hồ chính là hủy thiên diệt địa. Về phần còn có cái gì khác địa phương đáng sợ, Quỷ Thiên Cừu thì không rõ lắm. Nhưng hắn biết rõ, loại này đại kiếp vừa ra, cơ bản cũng là hữu tử vô sinh. Lôi vân cuối cùng ở 99.999 dặm mới dừng lại, khoảng cách 10 vạn dặm vẻn vẹn chênh lệch 1 dặm. Một khi bước qua 10 vạn dặm cái này khảm, vậy liền thật là thánh tôn kiếp, thánh đế cảnh muốn bước qua, cơ hồ là không thể nào. Bán bộ thánh tôn kiếp, Quỷ Thiên Cừu khóe miệng một trận cuồng rút, trong lòng không khỏi lo lắng. Bán bộ thánh tôn kiếp a, Tiêu Phàm một cái thánh đế cảnh tiền kỳ, muốn như thế nào mới có thể vượt qua đây? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thiên khung vô cùng vô tận lôi điện chi lực chiếu nghiêng xuống, đem cái kia gần như phạm vi trăm ngàn dặm thời không yên diệt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia vô cùng vô tận lôi điện, trong lòng cũng là bỗng nhiên một cái lộp bộp. Bán bộ thánh tôn kiếp, thật đúng là để mắt ta à. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, nhìn chăm chú cách đó không xa Cơ Tuần ngày nói, đoán chừng là Cơ Tuần Thiên bọn họ tồn tại, khiến cho lôi kiếp lại mạnh lên rất nhiều.
Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cuồn cuộn lôi vân bạo vẩy mà xuống, giống như diệt thế chi kiếp, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm chỗ nào còn có thể cố kỵ mặt khác, trong đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối phương pháp. Đối mặt đáng sợ như vậy lôi kiếp, Tiêu Phàm cũng có chút hốt hoảng. Bán bộ thánh tôn cảnh lôi kiếp A, mặc dù công kích lực không nhất định đầy đủ bán bộ thánh tôn cảnh lực công kích, có thể nhìn đi lên vẫn như cũ 10 điểm dọa người A. Nếu quả thật ẩn chứa bán bộ thánh tôn cảnh uy lực, cái kia Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng có được bất luận cái gì sức phản kháng. Lấy hắn thực lực hôm nay, ứng phó thánh đế cảnh hậu kỳ đã là cực hạn. Ở lôi hải chiếu nghiêng xuống một sát na kia, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển lôi phạt thánh thể, hắn quanh thân giăng đầy vô cùng vô tận lôi điện, ẩn ẩn cùng cái kia lôi hải dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là, làm lôi hải phớt qua thân thể của hắn thời điểm, loại kia lực trùng kích quá lớn, Tiêu Phàm căn bản không chịu nổi cỗ kia nổ tính lực lượng. Thình thịch, từng tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền ra, lại là Tiêu Phàm ngoại thân da chóc thịt bong, nhiều chỗ xương cốt đều bị vỡ nát. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ba hơi về sau, Tiêu Phàm liền chịu không được cỗ kia áp lực, trực tiếp một gối quỳ rạp dưới đất, toàn thân huyết nhục toàn bộ bắn bay. Phải biết, Tiêu Phàm nhục thân phòng ngự thế nhưng là có thể chống đối bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong công kích A, càng là có thể cùng thánh đế cảnh hậu kỳ cứng đối cứng. Nhưng hiện tại, ở nơi này lôi hải trước mặt, lại giống như run rế, tùy thời đều có thể phi hôi yên diệt. Hắn đều như thế, cái kia hoàng cực thần vệ thánh đế cảnh trung kỳ tu sĩ lại có thể tốt đi nơi nào. Những người kia ở đó lôi hải quét qua trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành kiếp cho, thần hồn câu diệt, cái gì đều không lưu lại. Cho dù là những cái kia thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng vẻn vẹn ngăn cản 2-3 cái hô hấp mà thôi, cuối cùng cũng chết thảm ở lôi kiếp phía dưới. Vẻn vẹn 3 hơi thời gian, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Cơ Tuần Thiên bên ngoài, mặt khác hoàng cực thần vệ, toàn bộ tử vong. Một đám thánh đế cảnh trung kỳ cùng thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại là chết ở một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong, không thể nghi ngờ là một loại to lớn châm chọc. Có thể đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, bọn họ nhất định là đã trải qua thánh đế kiếp, nhưng bọn hắn thánh đế kiếp cùng Tiêu Phàm so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Gần như 10 vạn dặm lôi kiếp A, suy nghĩ một chút đều cực kỳ khủng bố. A Cơ Tuần Thiên bị tạc phải huyết nhục bốc lên, đau đến hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Mặt khác hoàng cực thần vệ chết đi, càng là bị hắn một loại đả kích thật lớn. Trong lòng của hắn hối hận hết sức, sớm biết liền không nên đắc tội tên sát tinh này, đây chính là 60 cái thánh đế cảnh A, Cơ Gia Hoa cái giá cực lớn mới bồi dưỡng ra được. Mà bây giờ, 60 cái thánh đế cảnh, trong vòng một ngày toàn bộ tử vong, cái này đối Cơ Gia mà nói, cái này hoặc giả không đủ để dao động căn bản, nhưng cũng là một loại tổn thất vô cùng lớn. Tiêu Phàm, bản đế không giết ngươi, thề không làm người. Cơ Tuần Thiên hét giận dữ lấy, ra sức hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa sát vào. Tiêu Phàm tự nhiên là nghe không được Cơ Tuần Thiên thanh âm, người thanh âm, so với lôi hải mà nói, quá nhỏ, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hơn nữa, hắn giờ phút này, cũng đang ra sức chống cự lôi kiếp. Cái kia lôi điện chi lực, chung quy là không để cho hắn triệt để ngã xuống, hắn huyết nhục không thấy, nhưng xương cốt lại là hết sức cứng cỏi, mạnh mẽ chĩa vào lôi điện oanh sát. Mấy tức về sau, lôi điện chi lực biến mất, đám người rốt cục có thể nhìn thấy lôi vân phía dưới tất cả mọi người nhìn không được hít một hơi lạnh. Đều đã chết, có người lên tiếng kinh hô, kinh hãi không thôi. Những cái kia thánh đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ hoàng cực thần vệ, vậy mà toàn bộ chết rồi, chỉ có Cơ Tuần Thiên còn sống. Hơn nữa, Cơ Tuần Thiên cũng máu me khắp người, da chóc thịt bong, dù cho lấy hắn thực lực, cũng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Hoàng Kiếm nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân phát run, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn rất may mắn Tiêu Phàm giết hơn 10 cái man hoang thần vệ, cho nên mới sẽ không dùng thánh đế kiếp đối phó bọn hắn. So với Cơ Gia bây giờ tổn thất, Hoang Kiếm đột nhiên cảm thấy, bản thân man hoang cổ cương tổn thất không đáng kể chút nào, chí ít, hắn và 6 cái thánh đế cảnh hậu kỳ còn sống. Tiêu Phàm đây, đột nhiên, lại có người cả kinh kêu lên. Đám người nghe vậy, khắp nơi tìm kiếm lấy Tiêu Phàm bóng dáng, lúc này, đám người rốt cục ở trong một mảnh phế tích phát hiện một bộ khô lâu. Chỉ thấy Tiêu Phàm toàn thân cháy đen,
cơ hồ chỉ còn lại có một bộ xương, nếu như không phải trong tay hắn tu la kiếm, đám người căn bản cũng không nhận ra. Thật là đáng sợ lôi kiếp a, cái này còn vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp mà thôi, nếu như lại đến mấy đạo, cho dù là bán bộ thánh tôn cảnh cũng chưa chắc chịu nổi a. Vậy khẳng định, thần lôi kiếp lôi điện đánh giết, thế nhưng là một đạo so một đạo mạnh, đạo thứ nhất chẳng qua là yếu nhất mà thôi. Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc cơ gia hoàng cực thần vệ, lại muốn cho Tiêu Phàm chôn theo. Tiêu Phàm bố trí trận pháp không phải đã phá mở sao, vì sao Cơ Tuần Thiên còn không chạy, hắn chẳng lẽ còn nghĩ ở trong lôi kiếp giết Tiêu Phàm hay sao? Khắp nơi đều là đám người xôi trào thanh âm, phần lớn người căn bản chưa thấy qua đáng sợ như vậy thần lôi kiếp. Nhất là bọn họ nhìn thấy Cơ Tuần Thiên lại còn đang nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa sát vào lúc, càng sợ hãi hơn không thôi. Bất quá bọn hắn cũng hiểu Cơ Tuần Thiên tâm tình, nhiều như vậy thuộc hạ, cơ gia binh sĩ đều chết ở trong tay Tiêu Phàm, hắn không giết Tiêu Phàm, lại có gì mặt mũi về cơ gia đây. Chỉ là đám người không hiểu là, vì sao Cơ Tuần Thiên hành động chậm rãi như vậy. Hơn nữa, đám người chờ đợi chốc lát, lại là phát hiện, đạo thứ hai lôi kiếp thật lâu không có giáng lâm. Chẳng lẽ chỉ có một đạo lôi kiếp sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, cái này lôi kiếp để bọn hắn có chút xem không hiểu. Cho dù là biết rõ cái này lôi kiếp tên quỷ thiên cừu cùng quỷ hoang, cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc. Một chỗ cổ lâm trong góc, Hoang Nguyên Cực nhìn chằm chằm cái kia còn lại bộ xương khô Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn mặc dù rất muốn tự tay giết Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm nếu là chết ở dưới lôi kiếp này, cái kia lại là không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Hoang Nguyên Cực liền không cười được, bởi vì đạo thứ hai lôi kiếp thật lâu chưa từng rơi xuống, nói chung, lôi kiếp chắc là sẽ không cho người ta cơ hội thở dốc. Cho dù là tụ thế, cũng sẽ không tiêu phí thời gian dài như vậy, nhất là bậc này kinh khủng lôi kiếp. Các ngươi nhìn, cái kia lôi vân muốn tản đi. Đột nhiên, có người chỉ trời cao lôi vân hét lớn. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên như người kia nói tới, chân trời lôi vân vậy mà chậm rãi trở nên thanh minh, nơi nào còn có nửa điểm lôi kiếp dáng vẻ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thần lôi kiếp, như vậy thì độ xong, cái này thánh đế kiếp cũng quá trò đùa a. Rất nhiều người khóe miệng hơi rút, trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân độ kiếp thời điểm làm sao một đạo tiếp lấy một đạo, làm sao Tiêu Phàm độ kiếp, một đạo liền không có đây. Coi như qua loa, người cũng đừng sấm to mưa nhỏ a. Hoang Nguyên Cực càng là buồn bực không thôi, nụ cười trên mặt đã sớm bị sát ý lạnh như băng thay thế. Nhìn thấy nơi xa chậm rãi khôi phục thân thể Tiêu Phàm, Hoang Nguyên Cực càng là sát tâm nổi lên. Không được. Hắn phải chết, ta muốn giết hắn. Hoang Nguyên Cực hét giận dữ một tiếng, bỗng hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Tiêu Phàm bây giờ vô cùng suy yếu, đoán chừng chạy trốn đều khó khăn, chính là giết hắn cơ hội tốt nhất, cái này khiến hắn làm sao có thể bỏ lỡ đây. Hoang Nguyên Cực tốc độ rất nhanh, chớp mắt vạn dặm, thời gian mấy hơi thở, liền đi sâu vào hết mấy vạn bên trong. Thế nhưng là quỷ dị chính là, hắn cách Tiêu Phàm càng gần, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Trên người hắn, tựa như gánh vác lấy một loại trọng lượng gông xiềng, hành động trở nên 10 điểm chật vật. Ngoại giới, vừa mới chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Hoang Nguyên Cực thí thần cùng Bạch Ma đám người, bỗng ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn phía xa một màn. Người này rõ ràng là muốn đi giết Tiêu Phàm a, làm sao đột nhiên thả chậm bước chân đây? Hơn nữa, tốc độ này cũng quá chậm rồi a hát, bất quá rất nhanh. Đám người cuối cùng cảm giác có chút không đúng, người khác không biết Hoang Nguyên Cực, có thể thí thần cùng Kim Cốt Đế bọn họ gặp qua a. Hoang Nguyên Cực thế nhưng là hoang gia lão tổ một trong, bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, một năm trước đuổi giết bọn hắn, nếu như không phải Tiêu Phàm truyền tống ngọc bàn, đám người có lẽ đã sớm chết ở trong tay hắn. Hoang gia lão tổ, đường đường bán bộ thánh tôn cảnh, vậy mà đánh lén ta Vô Tận Thần Phủ phủ chủ, sẽ không sợ thiên hoang truy cứu sao? Quân Nhược Hoan từ thí thần bọn họ trong miệng biết được Hoang Nguyên Cực thân phận, lập tức lớn tiếng phẫn nộ quát. Hoang gia lão tổ, bán bộ thánh tôn cảnh, đám người nghe được thanh âm này, tất cả đều kinh hãi không thôi. Tam tổ, Hoang Kiếm biết rõ Hoang Nguyên Cực muốn giết Tiêu Phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, Hoang Nguyên Cực lúc này vậy mà xông ra. Nếu là ngươi giết Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, có thể ngươi bây giờ đây là đang làm gì?
Quân Nhược Hoan, nơi này giao cho các ngươi, Kim Cốt Đế, theo ta đi cứu lão đại. Thí thần thở sâu, để lại một câu nói liền nâng Kim Cốt Đế hướng về Tiêu Phàm bắn đi. Hoang Nguyên Cực Thế nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh, lấy Tiêu Phàm thực lực, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Chỉ có hắn 3.000 nguyên giới kết giới, miễn cưỡng có thể chống đối Hoang Nguyên Cực công kích. Ngăn lại hắn, Hoang Nguyên Cực nhìn thấy thí thần vọt tới, lập tức hướng về Hoang Kiếm bọn họ quát to. Hoang Kiếm đám người nghe vậy, toàn lực đẩy lui đối diện Cung Gia lão tổ, sau đó mang theo cái kia còn sót lại 6 cái thánh đế cảnh hậu kỳ cường giả, cùng nhau vồ giết về phía thí thần. Bọn hắn cũng đều nghe Hoang Nguyên Cực nói qua, thí thần có một loại bí pháp có thể chống đối bán bộ thánh tôn cảnh công kích, bọn họ tuyệt đối không thể để thí thần cứu Tiêu Phàm. Cung Gia lão tổ đám người vừa mới chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà lại bị một thanh âm gọi lại, không nên đuổi. Nghe được thanh âm này, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, chỉ thấy đám người xa xa bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên đi ra. Tiêu Phàm, hắn không phải độ kiếp sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá khi bọn họ cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc, bọn họ hiểu thông suốt tới, trước mắt Tiêu Phàm chẳng qua là một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Công tử, Quân Nhược Hoan đám người tựa như đã sớm biết Tiêu Phàm chuẩn bị linh hồn phân thân, 10 điểm ngưng trọng nói, vì sao không cho chúng ta đi cứu ngươi? Các ngươi cứu không được ta. Tiêu Phàm linh hồn phân thân lắc đầu, nói, đương nhiên, Hoang Nguyên Cực cũng chưa chắc có thể giết được ta. Vì sao? Quân Nhược Hoan vẫn như cũ có chút bận tâm. Các ngươi hẳn là cảm nhận được thời không chi lực a. Tiêu Phàm mặt âm trầm, nhìn thấy đám người gật gật đầu, hắn lại hít sâu một cái nói, ta thánh đế kiếp bây giờ còn chưa qua đi, vừa mới cái kia lôi điện chi lực chỉ là một đạo món ăn khai vị, thánh đế kiếp mới chính thức bắt đầu. Đám người nghe vậy, âm thầm kinh hãi không thôi. Vừa rồi cái kia đáng sợ lôi kiếp, đã có thể nói là hủy thiên diệt địa, có thể cũng chỉ là một đạo món ăn khai vị, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Nhưng bọn họ vẫn là trước tiên tin tưởng Tiêu Phàm không cần thiết lừa bọn họ. Hoang Nguyên Cực bọn họ tất nhiên muốn giết ta, cho dù ta giết bất tử bọn họ, cũng phải cho bọn hắn lưu lại một chút giáo huấn. Tiêu Phàm cười lạnh nói, thế nhưng là thí thần cùng Kim Cốt Đế, Quân Nhược Hoan vừa nhìn về phía xa xa thí thần nói. Thí thần bọn họ không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến thí thần rất nhanh chóng liền xông vào lôi kiếp phạm vi bên trong, liền hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhược Hoan, đột nhiên, Tiêu Phàm lại trịnh trọng nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói, ta nếu tạm thời vắng mặt, Vô Tận Cổ Cương liền tạm thời giao cho ngươi, nhớ kỹ đem những người còn lại, tất cả đều khu trục ra Vô Tận Cổ Cương. Công tử, Quân Nhược Hoan sắc mặt đại biến. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, một bên Tiêu Phàm linh hồn phân thân lại là cũng chống đỡ không nổi, đột nhiên nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Bạch Ma bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm túc hết sức, cái gì gọi là ta nếu tạm thời vắng mặt. Chẳng lẽ kế tiếp còn sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì, liền Tiêu Phàm trong lòng đều không ngọn nguồn sao? Các ngươi nhìn, đột nhiên, Ma Thái Hư chỉ nơi xa hoảng sợ nói. Đám người đồng thời quay đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy xa xa hư không bỗng trở nên bắt đầu vặn vẹo, một tầng liên tiếp một tầng, liền tựa như một trang giấy được gấp thành rất nhiều tầng. Lấy mọi người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, đây là không gian nghiền ép lực lượng. Chính như Tiêu Phàm nói tới, hắn thánh đế kiếp căn bản chưa từng đi qua, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Cơ Tuần Thiên cùng Tiêu Phàm thân ở lôi vân ngay trung tâm, hai người thân thể bị đè ép tự nhiên là lớn nhất. Hai người xương cốt đều vỡ nát không ít. Nhưng mà, cái này thời không nghiền áp chi lực còn đang tăng thêm, cứ tiếp như thế, căn bản không bao lâu, Tiêu Phàm cùng Cơ Tuần Thiên đều sẽ bị ép thành kiếp cho. Buồn bực nhất phải kể tới Hoang Nguyên Cực, hắn vốn cho là Tiêu Phàm thánh đế kiếp đã qua, trước đó cảm nhận được cái kia thời không chi lực, hắn cũng không để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, Tiêu Phàm thánh đế kiếp căn bản cũng không phải là cái kia lôi điện. Mà là thời không chi lực. Dù cho lấy Hoang Nguyên Cực kiến thức, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói thánh đế kiếp là thời không chi lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu không giết chết Tiêu Phàm, nếu không liền rời đi nơi này. Hoang Nguyên Cực mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn diệt Tiêu Phàm, hắn dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh,
cái này thời không chi lực tạm thời còn muốn không được hắn mệnh. Hơn nữa, bây giờ khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm, nếu như liền rời đi như thế, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Nghĩ vậy, Hoàng Nguyên Cực lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi. Một phương khác, thí thần mang theo Kim Cốt Đế cũng không ngừng hướng về Tiêu Phàm tới gần, Kim Cốt Đế khóc không ra nước mắt, hắn thật không nghĩ xông vào, nhưng lại bị thí thần mạnh mẽ kéo vào. Chỉ có Tiêu Phàm bản thân coi như bình tĩnh, hắn cảm thụ được chung quanh thời không chi lực rảo sát, trước tiên dẫn ra lấy thời không thiên châu. Quả nhiên, theo thời không thiên châu lực lượng tràn ngập, Tiêu Phàm nhận loại này thời không niễn áp chi lực muốn nhỏ rất nhiều. Tiêu Phàm nửa người trên huyết nhục đã không sai biệt lắm gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên khôi phục chậm như vậy, chỉ là hắn cố ý giả vờ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Cơ Tuần Thiên rốt cục khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có vài dặm khoảng cách, dùng hết toàn lực tránh thoát thời không chi lực trói buộc, đằng đằng sát khí hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm, Cơ Tuần Thiên gầm thét không thôi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Cơ Tuần Ngày nói, là ngươi tự tìm chết, ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, hiện tại, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Đi chết đi, Cơ Tuần Thiên chỗ nào còn quan tâm Tiêu Phàm cơ hội, 60 cái hoàng cực thần vệ bị diệt, trong lòng của hắn chỉ muốn diệt đi Tiêu Phàm, tốc độ của hắn không giảm, ngược lại càng nhanh thêm mấy phần. Tiêu Phàm thấy thế, con ngươi cũng càng ngày càng âm lãnh lên, tất nhiên ngươi muốn chết, ta không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Tiêu Phàm cùng Cơ Tuần Thiên hai người đồng thời bắn ra, cái này khiến đám người kinh ngạc không thôi. Hai người này vậy mà không nhìn thời không chi lực, cho dù là Hoang Gia Tam Tổ Hoang Nguyên Cực, cũng nhận cái kia thời không chi lực áp chế, hành động khó khăn a. Hơn nữa, Tiêu Phàm người bọn họ chỗ thời không chi lực mạnh nhất địa phương, vậy mà vẫn như cũ có thể nhanh chóng hành động. Thời không chí bảo, đám người trong lòng âm thầm suy đoán. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thời không chí bảo, mới có thể giúp bọn họ chống đối cái kia thời không nghiền ép lực lượng, tạm thời hành động tự nhiên. Bất quá, đám người rất nhanh liền phát hiện một kiện khác kỳ lạ sự tình, Tiêu Phàm tốc độ rõ ràng so Cơ Tuần Thiên muốn nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm so Cơ Tuần Thiên nhanh, đám người trong lòng khẽ run, phải biết, Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ A, Cơ Tuần Thiên thế nhưng là thánh đế cảnh đỉnh phong, hai người tu vi thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nhưng Tiêu Phàm tốc độ lại càng nhanh, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, kia liền là Tiêu Phàm thời không chí bảo so Cơ Tuần Thiên hiếu thắng. Cơ Tuần Thiên tự nhiên cũng cảm giác có chút không đúng, sắc mặt biến hóa, trước tiên muốn rời khỏi. Bất quá hắn cũng biết, Tiêu Phàm tốc độ, sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn, hơn nữa cái này thời không chi lực cũng đang đi theo Tiêu Phàm di động, hắn là không thể nào trốn được. Trốn không thoát, vậy cũng chỉ có dứt khoát giết Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Cơ Tuần Thiên ánh mắt phát lạnh, thánh đế cảnh đỉnh phong khí thế bốc lên không thôi, chung quanh thời không chi lực chấn động không ngừng, tựa như muốn bị hắn tránh thoát đồng dạng, cùng lúc đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hắn thử nghiệm thi triển 3000 thế giới cùng tiểu vận mệnh thuật, có thể cái này xếp thời không chi lực, trong nháy mắt liền đem hắn công kích ma diệt. Nói đến cùng, 3000 thế giới chỉ là công kích linh hồn cổ pháp mà thôi. Mà không phải chân chính ẩn chứa thời không chi lực công kích. Ẩn chứa thời không chi lực công kích, đột nhiên, Tiêu Phàm con người sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thời không thiên châu uy lực quá lớn, ta không thể tùy ý thi triển, có thể nó có thể a. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một mặt kim sắc chống trận, không phải thời không chiến cổ thì là cái gì chứ? Thời không thiên châu, dù cho lấy Tiêu Phàm tu vi hiện tại, cũng sợ một khi thi triển. Liền sẽ dành thời gian hắn sở hữu lực lượng, cho nên hắn không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng thời không chiến cổ có thể a? Lúc trước, thiên tinh tử lấy được thời không chiến cổ, ở thần vương cảnh đều có thể thi triển, bây giờ hắn nhưng là thánh đế cảnh, sử dụng thời không chống trận tự nhiên không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong tay lấy ra một cái rùi trống, hung hăng hướng về hoàng kim chống trận đánh tới. Đông, một tiếng sét nổ vang. Tựa như trời long đất lở thanh âm kia vậy mà không nhìn thời không trồng chất, hướng về bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua, cái kia xếp không gian, vậy mà chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cảm nhận được cỗ này lực lượng, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới bản thân tùy ý một đòn thời không chiến cổ, liền có được mạnh mẽ như vậy uy lực. Có ý tứ,
Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn trong nháy mắt khôi phục nhục thân, bốn phía thời không niên áp chi lực lại cũng không làm gì được hắn mảy may. Gần như đồng thời, Cơ Tuần Thiên đã tới cách đó không xa, cái kia thời không chiến cổ lực lượng, chấn động đến hắn toàn thân run rẩy, linh hồn tựa như muốn sụp đổ ra đến một dạng. Chỉ thấy Cơ Tuần Thiên thống khổ ôm đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Cơ Tuần Thiên liền lấy lại tinh thần, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng mà, hồng hộc một tiếng, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đi tới Cơ Tuần Thiên phụ cận, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, một kiếm đâm vào Cơ Tuần Thiên ngực. Nguyên bản một kiếm này là đâm về phía mi tâm của hắn, có thể Cơ Tuần Thiên dù sao cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong, phản ứng cực nhanh, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Chết cho ta, Cơ Tuần Thiên tức giận, cơ hồ thúc giục lực lượng toàn thân, một chưởng đánh phía Tiêu Phàm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm rút Tu La kiếm nhanh chóng lùi về phía sau, dùng Tu La kiếm ngăn tại trước người, vừa lúc bị Cơ Tuần Thiên trưởng cương đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sôi trào, ngay sau đó giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi. Bay ngược quá trình bên trong, nhục thể của hắn lại suýt chút nữa bị cái kia thời không chi lực nghiền nát, thể nội truyền ra từng đợt xương cốt phá toái thanh âm. Thánh đế cảnh đỉnh phong, chung quy là thánh đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cái này Cơ Tuần Thiên, không chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong, vẫn là thánh đế cảnh đỉnh phong bên trong cường giả. Hắn Tiêu Phàm một cái thánh đế cảnh tiền kỳ, có thể làm bị thương Cơ Tuần Thiên đã coi như là không tệ, lại có thể thực giết hắn. Không thể dùng thời không chiến cổ, mặc dù có thể chấn thương hắn linh hồn, nhưng là đồng dạng sẽ giúp hắn chống đối cái kia thời không niên áp chi lực. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Đó cũng không phải nói thời không chiến cổ không được, nếu như chỉ là hắn một người, cái kia thời không chiến cổ quả thật có thể giúp hắn vượt qua thánh đế kiếp cũng khó nói. Nhưng bây giờ lại có người muốn giết hắn, thời không chiến cổ còn không có đoạt đến có thể cứu hắn. Cơ Tuần Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thụ thương, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Lần thứ nhất bị thời không chiến cổ đánh lén, lần thứ hai Cơ Tuần Thiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên không sợ. Tiêu Phàm chật vật đứng dậy, tay trái nắm thời không thiên châu, một đạo hơi yếu màn sáng bao phủ hắn, giúp hắn chống đối cái kia thời không niên áp chi lực. Nhưng hắn cùng nhau muốn giết chết Cơ Tuần Thiên, lại cũng không phải bình thường khó khăn. Trừ phi hắn toàn lực thúc giục thời không thiên châu, nhưng làm hắn dư quang nhìn thấy hoang nguyên cực cũng đang tiếp cận, Tiêu Phàm cứng rắn đột nhiên ngừng lại loại ý nghĩ này. Cho dù giết không chết bọn họ, cũng không thể lưu bọn hắn lại tai họa vô tận cổ cương. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm tư, con ngươi lại là nhìn ngực một cái, tựa như làm một cái nào đó chật vật quyết định một dạng. Lão đại, lúc này, thí thần điều khiển 3.000 nguyên giới lực lượng, mang theo kim cốt đế đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt cũng lộ ra vô cùng nhợt nhạt. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, hắn không nghĩ tới 3.000 nguyên giới lại có thể ngăn trở thời không chi lực nghiền ép. Bất quá không đợi hắn may mắn, liền thấy Hoang Nguyên Cực, Cơ Tuần Thiên cùng Hoang Kiếm ba người, hiện lên tam giác chi thế bao quanh hắn, ở Hoang Kiếm sau lưng, còn mang theo 6 cái thánh đế cảnh hậu kỳ. Bị bao vây sao, Tiêu Phàm híp hai mắt. Nếu là vẻn vẹn ứng phó Cơ Tuần Thiên một người, Tiêu Phàm có lòng tin có thể giết chết hắn, có thể nếu là đối phó ba người, trong lòng của hắn cũng không có một chút lực lượng. Tiêu Phàm, chết đi cho ta. Cơ Tuần Thiên khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất, cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân, đột phá thời không chi lực trói buộc, một đòn đánh giết mà tới. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn rốt cuộc biết, bản thân cảm giác nguy cơ đến từ chỗ nào. Hóa ra là một cái này bán bộ thánh tôn cảnh cùng hai cái thánh đế cảnh đỉnh phong A. Sớm tại nửa năm trước đó, Tiếu Thiên Cơ coi như đến một bước này. Hôm nay, chính là mệnh của hắn bên trong chi kiếp. Đây chính là thiên mệnh sao? Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, trong lòng giận dữ hét, nhưng ta Tiêu Phàm, chưa bao giờ tin mệnh. Hỗn độn trảm thiên kiếm, mắt thấy Cơ Tuần Thiên cách hắn chỉ có mấy trượng khoảng cách, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, Tiêu Phàm toàn lực thúc giục thể nội màu xám nguyên tuyền, cuồn cuộn màu xám cho hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp phá vỡ thời không chi lực trói buộc.
phóng tới Cơ Tuần Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.